Hello, chào các bác quay trở lại với shop Phạm Huấn nha. Các mã hàng cập nhật của bên em, các số hotline các bác có thể liên hệ. Lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin tránh việc trùng đơn, nhận hàng kiểm tra cùng với ship và cân nhắc trước khi mua hàng. Các bác xem kênh đừng quên cho em xin một nút like, một nút đăng ký kênh nhé. Mã sản phẩm đầu tiên đó là hôm nay bên shop về cho các bác cái bộ dao hàng thương hiệu Winling của Đức nhé. Đó, thương hiệu Winling hay người của Đức. Bộ này thì trước bên em bán là 900.000. Lần này thì sẽ thanh lý cho các bác cái giá tốt, chỉ còn là 750.000 thôi. 750k nhá. Các bác lên cho em là bộ dao Đức, giá sẽ là 750.000. Bên em bao ship đến tận nhà. Khi các bác nhận được hàng thì nó sẽ là nguyên đai nguyên kiện, sẽ bao gồm cho các bác là một cái giá đỡ và một cái bộ dao như này. Đó. Lên cho em là bộ dao Đức 750.000 nhá, 750k. Bao ship đến tận nhà cho các bác luôn. Nhận hàng các bác cứ kiểm tra thoải mái và thanh toán giúp cho em. Sản phẩm thì sẽ bao gồm cho các bác là đầu tiên nó sẽ là một cái hộp đựng bằng inox 304 nhá. Hộp đựng bằng inox 304. Đẹp nhá. Đây hộp đựng của nó này. Đấy, hộp đựng của nó đây. Inox 304. Rất là dày luôn, rất là dày, dày dẫn sáng bóng đẹp nhá, đít có thoát nước nhá. Đó, đít có thoát nước luôn. Tiếp theo là sẽ là bộ dao này. Bộ dao thì sẽ bao gồm cho các bác là đây. Sẽ bao gồm cho các bác là đây. Đấy. Hàng thương hiệu Winling hai hình người của Đức nhá. Đó, tem mác các thứ đàng hoàng. Thứ nhất là nó sẽ là một con kéo cắt gà này, một con kéo cắt gà này, rất là ngon luôn, kéo cắt gà rất ngon các bác nhá. Đó, kéo cắt gà này. Đấy, dắt vào đây cho em. Tiếp theo là nó sẽ là một cái liếc này, một cái liếc nhá, một cái liếc này. Đó, một cái liếc cũng rất là ngon luôn. Đó, tiếp theo thì sẽ là dao này. Dao thì đầu tiên nó sẽ là một con dao con này. Đấy, một dao con như này. Đây, một dao con như này. Hàng thì đều là hàng rất bén luôn nhá, dọc dây bóng thoải mái luôn. Đó, các bác theo. Đó, dọc dây bóng thoải mái luôn, các loại giấy luôn các này. Đó, rất là ngon luôn các nhá. Đó, đây. Đấy, tiếp theo nó sẽ là một con dao thái này. Đấy, con dao gọt nha, dài khoảng 20 cm nhá, con dao thái này. Đây, dọc dây bóng cho bác xem này, dao siêu bén luôn. Đó, các loại giấy luôn nhá. Này, đấy, các theo này. Rất là ngon luôn, con này cũng siêu bén luôn, rất sắc các bác nhá. Đó, có đánh nhám chống dính này, Winling hay người của Đức này, made in Germany nhá. Đó, đây. Winling hay người của Đức luôn. Đó. Giá thì sẽ là 750.000. Đấy, tiếp theo thì sẽ là hai con dao nữa. Hai con dao này thì cân nặng của nó tương đối là bằng nhau. Đấy, bằng nhau. Nó tầm khoảng 3 đến 4 lạng. Đấy, 3 đến 4 lạng các bác có thể dùng để thái băm chặt đều được hết nhá. Hai con này thì nó chỉ khác nhau về khổ thôi. Khổ của dao thôi. Đấy, còn là kích thước thì nó tương đối như nhau. Đó, đây. Một con thì nó sẽ là mỏng hơn thì dày hơn, một con bản to hơn thì sẽ là rộng hơn nhá. Đó, đây. Đó, thì combo như này. Combo như này bao gồm cho các bác là 1 2 3 4 5 6 và cả cái giá đỡ là 7 món nhá. Bộ dao Đức 7 món như này. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 750.000 nhá. 750k. Đó. Lên mã giúp cho em đó là dao Đức 7 món nhá. Đó. Lên cho em là dao Đức này. Đó, dao Đức 7 món, giá sẽ là 750k. Bao ship tận nhà, nguyên tiền ship mất 50.000 rồi. Tính ra bộ dao này giá chỉ còn cho các bác là 700.000 thôi. Nhận hàng kiểm tra thanh toán giúp cho em. Một liếc này. Đấy. Một liếc một kéo này, một liếc một kéo này. Ok chưa? Tiếp theo là hai con dao này. Hai dao thì một dao gọt, một dao thái này, một dao gọt, một dao thái. Dao gọt dài khoảng 20 cm, dao thái thì dài khoảng là gần 30 cm nhá. Tiếp theo là đến hai con dao chặt này. Hai con dao chặt thì nó sẽ là một con dài một con nhỡ như này, một con dài một con nhỡ như này. Đấy, một con to một con nhỏ. Cân nặng thì na ná như nhau thôi. Đó, nó tầm khoảng 3 đến 4 lạng. Đó, combo cho các bác luôn, giá sẽ là 750.000. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái bộ dao chuyên thái nhá, bộ dao chuyên thái. Các bác lên cho em là dao chuyên thái, giá sẽ là 150.000. Đó. Bộ dao chuyên thái nhá, bộ dao này. Chuyên thái, bộ dao chuyên thái giá sẽ là 150k thôi, 150k, hàng của Nhật nhá, hàng của Nhật. Đây, 150.000 cho bộ dao chuyên thái hàng của Nhật như này. Đấy, combo cho các bác luôn. Sẽ bao gồm cho các bác là đầu tiên nó sẽ là một cái giá đỡ này. Cái giá này thì nó sẽ là bằng nhựa thôi, giá bằng nhựa nhá. Đấy. Giá này bằng nhựa này. Giá đỡ này sẽ bằng nhựa cho các bác này. Đấy, giá đỡ bằng nhựa này. Tiếp theo là đến bộ dao đây. Đến bộ dao thì cũng là kết cấu nó cũng đựng trong hộp như cái bộ dao Đức thôi, nhưng mà bộ này thì nó mỏng chuyên để thái thôi.
Đầu tiên nó sẽ là một con kéo này, kéo rất là bén luôn nhá. Đấy. Có phần để các bác khui bia này, cắt gà, cắt cá này, kẹp cua gẹ đầy đủ cho các bác này. Đó. Đầu tiên nó sẽ là kéo này. Đấy. Kéo này. Sau đó nó sẽ là đến liếc này. Đấy, đến liếc này, đây, liếc của nó đây. Đó. Đến liếc này. Tiếp theo sẽ là đến dao này. Dao đấy nhá. Bộ này thì dao của nó rất là mỏng thôi nhá. Các bác chỉ dùng để thái được thôi. Đây. Đấy. Asaka Japan này, đó. Đây. Rất là ngon lành luôn. Tiếp theo là đến hai con dao nữa. Bộ này thì các bác dùng chuyên thái cho em nhá. Bộ này dùng chuyên để thái thôi. Nhỏ gọn tinh tế. Chuyên để thái là ok. Đó, đây. Đó, con này thì nặng khoảng 2 lạng. Đấy, băm nhẹ thôi chứ không thể chặt được đâu. Đó. Bộ dao 6 món chuyên thái. Đây. Bộ dao chuyên thái 150.000. Đó, bộ dao chuyên thái nhá. Đấy, dao chuyên thái. Cái này thì nó sẽ có 6 món nhá. Đấy. Bộ dao 6 món chuyên thái 150.000. Sản phẩm sẽ bao gồm cho các bác là 1 2 3 con dao, cái kéo là 4, cái liếc là 5 và cái giá đỡ này là 6 nhá. Đấy, tổng là 6 món nhá. 6 món là tính kèm cả cái giá đỡ này nhá. Đấy, nhiều bác này về nhận hàng lại thắc mắc là sao có 5 thì không đúng. Tổng là 6 nhá. Giá đỡ là 1 này, kéo là 2, liếc là 3 và 3 con dao sẽ là 6 món chuyên thái cho các bác luôn. Đó. Tiếp theo thì bên shop sẽ về cho các bác cái sản phẩm đó là cái bộ kéo nhá. Bộ kéo của shop này. Đấy. Bộ kéo của shop thì đầu tiên nó sẽ là con kéo khui bia này. Đấy. Con kéo khui bia. Giá của nó sẽ là 70.000 cho con kéo khui bia như này. Đấy, khui bia này, mở nắp chai này, kẹp cua gẹ này, đầy đủ cho các bác luôn. Dày dặn chắc chắn nhá, kéo khui bia 70.000 này. Tiếp theo là kéo gà thì nó sẽ là kéo gà Đức này. Kéo con gà của Đức, con này thì giá của nó sẽ là 90.000 cho con kéo gà Đức nhá. Đây, con kéo gà Đức này, 90.000 này. Đó, con kéo gà Nhật này, 120.000 này, 120.000 cho con kéo gà Nhật này. Đấy, hai con này thì độ sắc bén như nhau nhưng con của Đức thì nó sẽ mỏng hơn và con của Nhật thì sẽ là to dày hơn. Đó, đây. To dày hơn thì giá nó sẽ khác nhau nhá. Con Đức này là 90.000, con Nhật này sẽ là 120k nhá. 120k cho con kéo Nhật này. Đó. Tiếp theo thì nó sẽ là con kéo 21 này. Con này thì em lên là kéo 21 nhá. Đấy, giá thì sẽ là 15.000 cho con kéo 21 như này. Đấy. Giá chỉ có 15k thôi, 15k cho con kéo 21 nhá. Đấy, lên cho em là kéo 21, giá sẽ là 15k. Đó. Tiếp theo thì nó sẽ là con kéo bếp vàng nhá. Đấy. Con này thì sẽ là 30.000 một chiếc và 100.000 cho 4 cái. Đấy, kéo bếp vàng 30.000 một chiếc. Dòng này thì cũng rất là bén luôn, rất là bén luôn. Thép SK5 nhá, của Nhật này, Japan này. Đó. Rất là bén luôn. Đó. Hàng nguyên tem, nguyên đai, nguyên kiện như này. Rất chắc chắn nhá. Con này thì giá của nó sẽ là 30.000 một cái và 100.000 cho 4 cái, 100.000 4 cái. Rồi ok. Các bác xem kênh đừng quên cho em xin một nút like nhá, xin một nút like, một nút đăng ký kênh và chia sẻ kênh giúp cho em. Mã sản phẩm đầu tiên đó là bên shop về cho các bác cái điện thoại 2 SIM 4G nhá. 2 SIM 4G giá của nó sẽ là 490.000. Đấy, 490.000 cho một con điện thoại 2 SIM 4G hàng của Nokia nhá. Hàng này hàng của hãng Nokia này, các bác yên tâm mà sử dụng rồi. Đó, hàng của Nokia 105 4G Pro nhá. Hàng này là hàng 4G cho nên là các bác yên tâm sử dụng luôn. Hàng nguyên đai, nguyên kiện, nguyên hộp nhá. Sản phẩm khi bác nhận hàng sẽ bao gồm là một điện thoại Nokia này. Hàng này của nó là pin trâu pin khủng nhá. Đấy. Hàng này là pin trâu pin khủng pin to luôn, các bác thấy không? Đây. Đấy, quả pin của nó cực kỳ khủng luôn. Đây. Pin rất khủng luôn nhá, hàng của thương hiệu Nokia. Pin này của nó phải gọi là dòng pin siêu khủng luôn. Đấy, pin siêu khủng luôn nhá. Đó. Hàng của hãng Nokia, bàn phím bàn phiếc cực kỳ mượt và ngon luôn. Đó. Có đầy đủ cho các bác nhá. Pin này. Đấy. Pin trâu nhá, pin to pin trâu này. Đấy, một cái cáp sạc này, một cáp sạc, một pin trâu. Đấy, một cáp sạc, một pin trâu như này. Đó. Điện thoại thì rất là ngon luôn nhá. Điện thoại rất là ngon luôn. Tiếng Việt, hàng của thương hiệu Nokia, lắp 2 SIM thoải mái nhá. Ngoài ra thì có cả đèn pin, có cả đèn pin chiếu sáng cho các bác luôn nhá. Có cả đèn pin chiếu sáng đây, đèn bật chiếu sáng đây. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác một con điện thoại 2 SIM Nokia như này. Giá của nó sẽ là điện thoại 2 SIM 4G, giá của nó sẽ là một chiếc như này là 490.000 nhá. 490.000, bên em bao ship đến tận nhà cho các bác luôn. Điện thoại 2 SIM 4G 490.000. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái mẫu thìa nhá. Thìa sẽ là 10k một chiếc thìa như này. Đấy, thìa bạc nhá. Các bác lên cho em là thìa bạc 10.000 một chiếc. Và bác nào lấy cả chục thì sẽ là 80.000. Các bác có thể dùng để ăn cơm, ăn phở, ăn cháo đều được nhá. Hàng inox 304 có đánh nhám chống trơn trượt này. Hàng rất là đẹp luôn. Đấy, lên cho em là thìa bạc 10k một chiếc.
mua lẻ, còn là mua cả chục thì sẽ là 80.000 một chục nhá. 80.000 một chục, hàng to dày dẫn chắc chắn. Đấy, rất ngon lành luôn. Tiếp theo là hai cái mẫu môi nhá. Hai cái mẫu môi như này thì 40.000 một chiếc các bạn, 40.000 một chiếc. Nó sẽ có môi môi lỗ và môi môi lỗ và môi đặc nhá. Đấy. Con này nó sẽ là môi lỗ này, đấy, môi lỗ như này. Thì các bác có thể dùng để ăn phở, rồi nói chung là đa di năng luôn, rất dày dẫn nhá. Rất dày dẫn để mình chế biến đồ ăn thực phẩm này. Hàng này của nó thì nó sẽ là hàng đặc hết như này nhá, hàng đặc hết như này cho nên các bác dùng nó rất là thích đây các bác này. Đó. Đặc hết như này rửa ráy nó dễ này, múc cũng rất là ngon luôn, không bị lửng chừng nhá. Đó, rất là ngon như này. 40.000 một chiếc thôi. Rất là dày luôn, 40.000 một chiếc. Đấy, 40.000 một chiếc các bác nhá. Đó, 40.000 một chiếc thôi. Giá rất hợp lý luôn. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái hạt đồng nhá. Đấy, một con hạt như này giá sẽ là 70.000 và cái 70.000 một con hạt, còn cái chầm hạt này thì sẽ là 60.000 nhá. Chầm hạt là 60.000. Đây. Ở đây nó sẽ là một con hạt như này. Đấy, một con hạt rất là đẹp luôn, bằng đồng. Và về nhà thì nó sẽ là một con hạt và một cái lư sen như này. Các bác đeo vào cái miệng nó cho em. Đó. Mình để trên ban thờ hoặc là các bác để trên bàn. Đấy, để trên bàn mình buổi sáng hoặc lúc nào mình cần tĩnh tâm thì mình cho nhang vào, cho nhang vào mình sử dụng nhá. Đấy. Lên cho em là hạt đồng nhá. Hạt đồng này thì sẽ là 70.000, 70.000. Đấy. Các bác xoáy ra cho nhang vào đây cho em. Đấy, sau đó thì mình đậy nắp vào. Đấy, rất là đẹp luôn. Đó, để trên ban thờ hoặc là các bác sử dụng trực tiếp rất là ok. Lên cho em là hạt đồng giá sẽ là 70.000. 70.000 cho một cái con hạt đồng như này. Còn bên shop có bán kèm cả nhang luôn. Nhang hạt thì sẽ là 60.000 nhá. 60.000 cho 60.000 cho một cái hộp nhang. Đây. Đây là hộp nhang này, 60.000 hộp nhang đây. Đấy, hộp nhang này thì nhang trầm tương đối là thơm luôn. Đó. Thì các bác lên cho em là nhang hạt là 60.000, còn là hạt đồng là 70.000 nhá. Đó. Tiếp theo thì em lên cho bác cái sản phẩm đó là cái bộ bộ ba móng Đức nhá. Đây nó sẽ là một cái bộ ba bấm móng nha. Rất tuyệt vời cho các bác luôn. Bộ ba bấm móng rất tuyệt vời nhá. Hàng của thương hiệu Winling, hai hình người của Đức, hàng nguyên tem, nguyên đai, nguyên kiện này các bạn. Đấy, nó sẽ là bộ ba bấm móng 90.000, hàng thương hiệu Winling của Đức nhá. Nó sẽ bao gồm là ba cái bấm móng này. Đấy, ba bấm móng như này đựng trong hộp nhôm xịn sò luôn. Đó, rất chất lượng đây. Ba chiếc như này. Và giá thì sẽ là 90.000 nhá. Hàng cực kỳ là ngon luôn. Bấm móng tay móng chân tanh tách luôn các bác này. Đấy, bấm rất là ngon luôn các bác theo. Đó. Bấm tanh tách luôn. Đó, đây. Rất là phê các bác nhá. Đó. Rất là phê luôn. Đó. Sẽ có cả một cái bấm khóe như này để các bác đưa vào những cái khóe tay, khóe chân. Những cái vị trí mà các bác bấm nó khó thì các bác đưa vào những cái khóe này cho em này. Đấy. Đưa khóe cho em. Đó. Các bác vừa bấm vừa mài đi cho em. Đó. Có cả phần mài luôn nhá. Đó. Một cái bộ ba bấm móng Đức như này. Giá chỉ có 90.000 thôi. Lên cho em là bộ ba móng Đức nhá. Giá sẽ là 90.000. Hàng trong hộp như này. Đấy. Bộ này thì đợt này nó sẽ có cho các bác thêm một cái mài này luôn. Đấy. Hàng này thì đợt này sẽ được tặng thêm một cái mài nhá. Đấy. Có hàng thì có đợt có đợt không cho nên là các bác cũng thông cảm cho em. Hàng về theo lô này là sẽ được tặng thêm một cái mài nữa. Đấy. Thì có đợt có đợt không nhá. Giá thì sẽ là 90.000. Lên cho em là bộ ba bấm móng Đức giá 90.000. Tiếp theo thì nó sẽ là cái keo dán tôn 5 phân 20.000 một cuộn. Đây. Các bác vệ sinh cái phần tường bị mái bị nứt đi sau đó thì các bác lột ra dán cho em. Cực kỳ là nhạy và tốt luôn. Keo dán tôn 50.000. Tiếp theo thì nó sẽ là một cái bát pha mì như này nhá. Đấy, lô này về thì được tặng thêm một cái thìa nữa. Đấy, có lô có lô không nhá, em nói thẳng thế luôn. Đó. 40.000 nhá. 40.000 cho một cái tô mì như này. Đấy, giá thanh lý giá tốt cho bác luôn, 40.000. Lên cho em là tô mì nhá, tô mì 40.000. Đó, giá hợp lý luôn. Tiếp theo thì sẽ là cái bộ ba hũ gia vị này. Bộ ba hũ gia vị giá của nó sẽ là 60.000 cái bộ ba hũ gia vị như này. 60.000 cho một cái bộ ba hũ gia vị như này các bác nhá. Đấy, 60.000 thôi. Tiếp theo là mẫu kìm đỏ này. Bên em lên tên nó là kìm đỏ nhá. Nó sẽ có đầu bằng và đầu nhọn, giá thì đều là 100.000 hết nhá. Giá đều là 100.000 cho một chiếc. 100.000 cho một chiếc kìm như này. Tiếp theo là đến cái con nguồn nồi cơm các bác nhá. Đấy, nguồn nồi cơm này. Nguồn này thì để các bác cắm nồi cơm cho em. 30.000 một chiếc nhá. 30.000 cái dây nguồn như này. Dài thì nó vào khoảng là từ 1,5 m các bác. Đấy, khoảng 1,3 m đến 1,5 m. Khoảng 1,3 m đến 1,5 m. Hàng loại dài cực kỳ là dày dẫn chắc chắn luôn nhá. Đấy, nguồn nồi cơm như này để các bác cắm nồi cơm cho em. Lên cho em là nguồn nồi cơm nhá. Giá chỉ có 30 cành thôi.
30k cho một cái dây nguồn cắm nồi cơm như này nhá, giá cực kỳ hợp lý cho bác luôn. Đó. Tiếp theo nó sẽ là một con ép tỏi này, giá sẽ là 100.000 cho một con ép tỏi như này. Đấy, các bác cho tỏi, cho hành, cho tiêu, cho ớt vào đây ép được hết nhá. Nhưng mà em đặt tên nó là ép tỏi, giá sẽ là 100.000. Đấy, 100.000 hàng thương hiệu Winling của Đức, ép tỏi 100 các bác nhá, ép tỏi 100k. Tiếp theo thì nó sẽ là một cái giấy lau bếp nhá, giấy lau bếp và giấy lau dầu mỡ, lau bếp lau dầu mỡ. Các bác lên cho em là giấy lau bếp lau dầu mỡ, ở đây thì nó sẽ có sẵn cho các bác là các cái xà bông tẩy rửa ở đây rồi. Đấy, xà bông tẩy rửa ở đây. Các bác lau bếp, lau gian bếp vệ sinh rất là tốt luôn. Giấy lau bếp giá thì chỉ có cho các bác là 25.000 thôi. Đây. Rất là thơm luôn nhá, mùi thơm dịu nhẹ dễ chịu nhá. Đấy, và các bác thấy không? Em lau mà cái phần mực nó tẩy ra này các bác này. Đó. 25.000 cho một bịch lấy giấy lau bếp như này nhá, 25.000 thôi. Giá hợp lý luôn. Tiếp theo là một con đồng hồ treo tường, giá sẽ là 75.000. 75.000 cho một con đồng hồ treo tường như này. À, đường kính của nó thì nó sẽ vào khoảng là 20cm thôi. Nhỏ gọn, tinh tế, rất là đẹp luôn. Đó, đây, các bác đeo lên chưa? Đồng hồ treo tường, 75.000. Đấy, mua một con máy bây giờ, mua một con máy thường, giá của nó cũng đã là đi 40.000 rồi. Đấy, mà mua cả một con đồng hồ như này, giá chỉ có 70.000 thôi. Đồng hồ treo tường 75.000, xin lỗi các bác, 75.000 cho con đồng hồ treo tường. Đường kính của nó là 20cm, 75.000 cho một con đồng hồ. Tiếp theo là một cái bộ ba tô nhá, bộ ba tô như này. Đấy, bộ ba tô như này, giá của nó sẽ là 90.000 cho ba cái tô. 90.000 cho ba cái tô như này các bác nhá. Đấy. 90.000 cho ba cái tô như này. Hàng inox 304. Dày dẫn chắc chắn đẹp nhá. Đấy. Một bộ bao gồm là 3 chiếc này. Đấy, 3 chiếc. Giá chỉ có 90 cành cho bộ ba cái tô như thôi. Con to nhất này của nó thì nó sẽ là 1,8 lít, gần 2 lít. Con nhỏ nhất này là 900ml. Thì các bác có thể dùng để múc canh, múc riêu hoặc là làm nộm làm nếp cũng ok luôn. Đó, bộ ba tô 90.000. Tiếp theo là đến cái thảm 46 này. Kích thước của nó sẽ là một chiều 40 và một chiều 60. Đấy, cho nên là em gọi nó là thảm 46. Giá thì sẽ là 45.000 nhé. 45.000 cho một con thảm 46 này. Đấy. Có rất là nhiều màu sắc thì bên em sẽ gửi màu ngẫu nhiên cho các bác nhé. Rất nhiều màu sắc luôn. Thảm 46 các bác nhé. Đó. Bên dưới là cao su non chống trơn trượt này. Đó. Bên trên của nó là nỉ lộn nhá, nỉ lộn thấm hút nước tốt, không bị trơn trượt, không bị bong chốc nhá. Giá của nó sẽ là 45.000, thảm 46. Tiếp theo thì sẽ là mẫu thắt lưng, thì thắt lưng dù thường giá sẽ là 35.000 nhá. Mẫu này mẫu thanh lý. Lên cho em là mẫu thắt lưng dù thường thanh, thắt lưng dù thường 35.000. Đấy, 35.000 cho mẫu thắt lưng dù thường này. Thắt lưng dù lỗ thì sẽ là 70.000 này. Đấy. Thắt lưng dù lỗ nhá. Đấy. Thắt lưng dù lỗ đây. Đấy. Giá của nó sẽ là 70.000 cho một con thắt lưng dù lỗ như này. Đấy. Ở đây thì nó có rất nhiều lỗ luôn. Có rất nhiều lỗ này các bác này. Đấy, rất nhiều lỗ này. Đấy, nó có tới mấy chục phân lỗ luôn. Thì các bác muốn dùng cái lỗ nào thì dùng, nó rất là tiện. Đấy. Dù thường là 35.000, dù lỗ là 70.000. Đấy, dù lỗ là 70.000 các bác nhá. Dù lỗ là 70.000. Dù này có lỗ này là 70.000. Thắt lưng dù thường là 35.000, giá thanh lý cho các bác. Một con thắt lưng dài mét mấy 2 mét có 35.000 thôi. 35.000 thôi các bác nhá. Con này thì các bác cứ đẩy lẫy vào cho em là xong này. Con này là 35.000, chỉ cần đẩy lẫy này là xong. Đó. Ở đây là nó sẽ ăn lẫy rồi, ăn lẫy này. Đấy, nó sẽ có cái lẫy này nó sập ở đây cho em luôn, cho các bác luôn. Rất là tiện luôn. Đấy, dù lỗ là 70.000, dù thường là 35.000 này. Tiếp theo là thắt lưng da bò thanh lý này. Đấy, thắt lưng da bò thanh lý nhá. 100% là da bò tự nhiên nhưng mà hàng thanh lý, cho nên là giá rất hợp lý cho các bác luôn. Đó. Thắt lưng da bò thanh lý này, giá thì sẽ là, thắt lưng này thì giá của nó sẽ là, cái này là bao nhiêu? Cái này là 65.000 một chiếc nhá. Đấy, lên cho em là thắt lưng da bò thanh lý này. Thắt lưng thanh lý giá của nó sẽ là 65.000. Còn ví là 40, còn nếu các bác nào lấy combo thì sẽ là 100 cho một đôi như này. 100 một đôi, một ví một thắt lưng là 100 nhé, một ví một thắt lưng là 100. Đấy, còn mua lẻ thì thắt lưng là 65.000, ví của nó sẽ là 40.000. Chất liệu 100% là da bò hết nhé, em bao da bò hết cho các bác luôn. Đó, combo cho các bác như này, hai món nhá, hai món sẽ là 100.000. Lấy riêng thắt lưng thì là 65.000, riêng ví là 40.000. Đó, các bác thấy không? Hàng rất là ngon lành luôn, có hai màu, màu nâu và màu đen. Có hai màu, màu nâu và màu đen nhá. Đó, hai màu, màu nâu và màu đen. Tiếp theo thì sẽ là cái sản phẩm, đó là cái led đồng hồ cũ nhá, đồng hồ led cũ.
Con này thì giá của nó sẽ là 140.000. Đây, kiểu dáng nó đúng như trên này luôn, 140.000 một chiếc nhá, 140.000 một chiếc. Tao thoải mái cho các bác sử dụng luôn, 140k một chiếc như này. Đồng hồ led cũ 140.000 các bác nhá, đồng hồ led cũ 140.000. Tiếp theo thì sẽ là một con đèn led này. Đấy, con đèn led đây. Con này thì các bác lên cho em là đèn vàng nhá. Có kèm một cáp sạc luôn, có kèm một cái cáp sạc như này, chạy bằng pin năng lượng mặt trời. Đó, có cổng sạc ra, có báo pin luôn, siêu sáng luôn. Rất sáng, con này thì sử dụng thì cực kỳ ok rồi. Đó, sáng nhiều chế độ lắm. Đấy, sáng trắng này, sáng vàng này. Đấy, sáng tổng hợp này. Đó. Nhấp nháy cảnh báo này. Đấy, rất sáng luôn. Chiều dài của nó thì vào khoảng là trên 20 cm. Đấy, chiều rộng thì 20 và có một tấm pin năng lượng mặt trời, có cáp sạc nhá. Có báo pin, có cổng sạc ra cho điện thoại luôn. Đấy. 175.000 cho con đèn vàng như này nhá. Lên thêm là đèn vàng 175.000. Tiếp theo là sẽ là một con voi. Con voi này thì giá sẽ là 190.000 cho một con voi như này. Chất liệu của nó thì bằng hợp kim mạ đồng. Hợp kim mạ đồng rất đẹp luôn. Đó. Các bác lên cho em là voi gà tàn nhá. Voi gà tàn. Giá của nó sẽ là 190.000 cho em voi gà tàn như này. Rất đẹp luôn, 190.000. Đấy, dùng gà tàn thuốc nhá. Voi gà tàn 190.000. Tiếp theo thì sẽ là mẫu giày. Thì các bác lên mã giúp cho em đó là giày giày dàn di nhá. Đấy, mẫu giày dàn di rất là đẹp như này. Các bác có thể dùng để mình đi học, đi chơi, đi làm. Đấy, đều ok hết nhá. Giày dàn di rất là đẹp luôn. Đấy, mùa đông đến nơi rồi, các bác mua cho em một đôi giày này về mình sử dụng nhá. Giày dàn di như này rất là đẹp luôn. Đấy, kích thước của nó thì có 38, 39, 40, 41, 42. Đó, 38, 39, 40, 41, 42. 150.000 cho một đôi giày dàn di như này. Lên cho em là giày dàn di giá sẽ là 150k nhá. 150.000 thôi cho một đôi giày dàn di như này các bác nhá. Lên cho em là giày dàn di 150.000. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái gì đây? Cái tăng đơ nhá, tăng đơ đây. Đấy. Sản phẩm thì sẽ bao gồm cho các bác là một cái tăng đơ như này. Đấy, một tăng đơ kèm pin. Đấy, tăng đơ có kèm pin cho bác luôn. Đó, một tăng đơ này có kèm pin nhá, chạy cực kỳ là ngon luôn. Đó. Có kèm pin, kèm cáp sạc các thứ, nói chung là đầy đủ hết cho bác nhá. Đấy, pin này rồi đốc sạc này, cữ kia các thứ nhá. Lên cho em là tăng đơ hộp nhá. Giá của nó sẽ là 100k trong con tăng đơ hộp như này. Lên cho em là tăng đơ hộp 100.000. Ngoài ra thì bên shop về cho bác cái tăng đơ lược nhá. Tăng đơ này thì nó sẽ có kèm theo lược luôn. Kèm theo lược như này nhá. Đấy, tăng đơ này kèm cữ, kèm đầu sạc, kèm theo lược. Giá sẽ là 101 nhá. Tăng đơ lược 101. Con này thì cũng rất là tiện luôn. Đây các bác này. Đó. Máy chạy thì cực kỳ là khỏe luôn. Đấy. Qua theo. Có điều chỉnh cữ lên xuống ở đây nhá. Đấy. Và dòng này của nó cũng là dòng chống ăn tay luôn, cho nên các bác dùng nó rất là thích, không sợ bị trẻ con người già dùng rất là ok. Đấy, nó có cái lược nên là bên em gọi nó là tăng đơ lược. Giá sẽ là 110.000 nhá, 110.000. Tiếp theo là cái bộ bộ 5 đĩa tròn 120.000. Đấy. Ở đây thì sản phẩm nó sẽ là 5 cái đĩa tròn luôn. Đó. 5 cái đĩa tròn như này. Hàng inox 304. Giày dẫn chắc chắn 5 đĩa nhá. 1 2 3 4 5 đĩa tròn như này nhá. 120.000 cho 5 cái đĩa tròn này. Kích thước của nó thì là từ 24. Từ khoảng 24 nhá. Đây. Đấy, 5 cái đĩa tròn như này. Từ khoảng 24 đến 15 16 gì đấy. Đây, 15 16 gì đấy các bác nhá. Khá là to luôn, 5 đĩa này dùng để múc thực phẩm, thức ăn rồi đồ ăn đồ uống rất là ok. Bộ 5 đĩa tròn 120.000. Tiếp theo là bộ 50.000 cho cái bộ đây, 5 khay inox siêu mỏng nhá. 5 khay inox siêu mỏng. Đấy, bộ 5 khay inox siêu mỏng. Đường kính là 18 đến 10. Có nắp đậy nhá. Đấy. Khay nào nắp đấy hết, khay nào nắp đấy hết nhá. Đấy. Giá sẽ là 50 cành, 50 cành thôi. Các bác mua về để đựng thực phẩm, đựng thức ăn rất là ok, hàng inox. Đấy. Bộ này của nó thì các bác có thể trồng gọn vào như này. Đấy, và nó có nắp nhựa hết nhá, có nắp nhựa đựng thực phẩm, thức ăn. Bỏ trong tủ lạnh nhưng rất là ok. Bộ 5 khay inox siêu mỏng giá sẽ là 50 cành. 50 cành tính vào 10.000 một khay. Rất rẻ thôi. 130.000 cho một cái đế nóng này. Đây là một cái đế nóng này, các bác có thể dùng để mình đun nước, đun nồi. Nói chung là hàng này đa di năng. Đấy. Có công tác điều khiển ở đây, có đèn báo này. Nó sẽ là một cái mâm như này.
thì các bác dùng để mình đun nấu, nói chung là đa chức năng được luôn, hoặc chế cháo nhá. Đó, giá của nó sẽ là 130.000 cho cái đế nóng nhá, 130.000. Tiếp theo sẽ là một con bẫy chuột thông minh, các bác chỉ cần ấn này thôi cho em. Đó, sau đó thì con chuột nó chạy qua nó sẽ sập bẫy này. Đấy, theo rất nhạy luôn. 15.000 một chiếc nhá. Lên cho em là bẫy chuột thông minh, 15k cho một chiếc bẫy chuột thông minh như này. Giá rất hợp lý cho các bác luôn. Rồi ok. Hello, chào các bác quay trở lại với shop phẩm huấn. Hôm nay thì bên shop về rất nhiều mã mới các bác nhá. Các bác xem kênh đừng quên cho em xin một nút like, một nút đăng ký kênh và chia sẻ kênh giúp cho em. Mã sản phẩm đầu tiên đó là bên shop về cho bác cái vợt chơi pickleball nhá, vợt chơi pickleball. Một bộ này của nó thì sẽ bao gồm cho các bác là hai vợt và bốn quả bóng. Giá sẽ là 150.000. Các bác có thể mua về để mình chơi với các bé nhà mình cũng rất là ok luôn. Đây, một bộ như này sẽ bao gồm cho các bác là một vợt nhá. Đây, các bác nhá. Một vợt và bốn quả bóng luôn. Thì các bác dùng để chơi thể thao với các bé nhà mình cũng rất là ok thôi. Giá rất là hợp lý nhá. Đây, đấy, rất là ngon lành luôn. Một đôi vợt và bốn quả bóng, giá chỉ 150.000 thôi. Hàng của thương hiệu Kesika này, Kesika. Đó. Hàng rất chất lượng cho các bác luôn. 150k cho một cái bộ vợt pickleball như này nhá. 150.000 cho một bộ. Đấy. Có màu đỏ và màu xanh thì các bác muốn lấy màu nào thì lấy nhá. Có màu đỏ có màu xanh. Các bác muốn lấy màu nào thì lấy. Đấy, rất là đẹp luôn nhá. Có hai màu, màu đỏ và màu xanh. Đây là màu xanh này. Đó, màu xanh đây. Đấy, chiều dài của vợt thì vào khoảng 40, chiều rộng của vợt thì vào khoảng là 25 nhá. Và bản của vợt thì khoảng 15 16 và có hai màu, màu đỏ màu xanh. Về các bác có thể chơi ở sân này, chỉ cần căng lưới lên là chơi được rồi. Đấy, hoặc là chơi trực tiếp không cần phải lưới lùng gì cả nhá. 150.000 này. Tiếp theo thì các bác lên cho em là túi trường này. Giá của nó sẽ là 35.000 cho một con túi trường như này. Đấy. Các số hotline của bên em các bác có thể liên hệ này. 35.000 cho cái túi trường như này. Các bác có thể cho nước nóng, nước lạnh vào đây đều ok hết nhá. Đấy. Cho nước nóng, nước lạnh vào đây. Sau đó thì mình chườm vào các cái phần nào mà mình bị đau nhức nhá. Đấy, túi trường. Túi trường, cho nước nóng, nước lạnh vào đây, sau đó thì mình chườm vào các phần bị đau nhức có nắp đậy như này. Đấy, nắp đậy có rong luôn. Lên cho em là túi trườm nhá, túi trườm. Giá sẽ là 35.000 cho một cái túi trườm như này, 35.000 các bác nhá. Túi trườm 35k. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái mã sản phẩm đó là cái túi đựng túi rau nhá. Đấy, bộ 3 túi rau, 3 túi rau giá sẽ là 40.000 cho 40.000 cho 3 hộp như này. Bên em bán theo set, 40.000 cho 3 hộp như này. Thì đây, nó sẽ là một cái dòng túi zip như này nhá, túi zip như này. Các bác đựng rau, cỏ, đựng thực phẩm, đựng thức ăn, hoa, quả. Các bác chỉ cần là kéo vào cho em này là xong. Đó, kéo vào như này cho em xong. Đó, thì nó sẽ là thuộc dòng túi zip như này nhá. Túi zip đựng thức ăn. Đây, các bác bỏ rau, củ, quả vào cho em đều ok hết. Một hộp này của nó thì nó sẽ là đi... Một bộ này của nó thì bộ này kích thước của nó sẽ là 18x20 này. 18x20. Đấy, cái này thì là 14 nhá. Mà cái này thì sẽ là 27 này. Đấy. Một set này của nó là 3 hộp như này nhá. Đấy. 3 túi rau nhá, 3 túi rau. Giá của nó sẽ là 40.000 cho 3 túi rau như này. 40.000 cho 3 túi rau. Giá siêu hợp lý cho các bác luôn. Giá chỉ có 40k này các bác nhá. Đây các bác này, cái này ứng dụng của nó rất là tiện nhá. Rau củ quả các thứ các bác chỉ cần là kẹp vào cho em là xong. Đó, mình bỏ vào trong ngăn tủ lạnh rất là tốt luôn. Đựng rau, đựng củ quả, đựng thịt, đựng thực phẩm, đựng thức ăn. Đó, rất là tiện các bác thấy không? Đó. Đấy. Rất là tiện các bác nhá. Đó. Túi zip đựng rau củ quả, giá thì sẽ là 40.000 cho 3 bịch như này nhá. 40.000 cho 3 hộp với 3 cỡ khác nhau. Đấy, cỡ 15, cỡ 20 và cỡ này là đi 27 các bạn, 27. Đây. Cỡ này cỡ 27 này. Đấy, rất là to luôn. Đấy mà thấy chưa? Đó. Rất tiện cho các bác nhé. Giá thì chỉ có 40.000 cho 3 hộp thôi. Combo cho các bác luôn, 40.000 3 hộp nhá. Bên em bán theo combo 3 hộp như này. Đấy. 3 túi rau giá sẽ là 40.000 nhá. 3 túi rau 40.000. Tiếp theo thì sẽ là một cái con dắt dao nhé, kệ dắt dao. Đây nó sẽ là một cái kệ rất là tiện để các bác sử dụng đây. Đấy. Các bác về các bác có ốc vít cho các bác luôn, các bác bắn vào tường cho em, bắn vào tường, bắn vào cửa, cánh cửa. Đó, dao dắt vào đây, còn cái này thì các bác đeo xoong, đeo nồi.
hàng inox 304 công bát 5 châm, giá sẽ là 90 cành nhá, 90 cành. Lên cho em là thanh cài dao, giá của nó sẽ là 90k đấy. 90k cho cái thanh cài dao như này nhá, 90.000. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái kéo cắt may nhá, kéo cắt may hàng made in Japan này, made in Japan. Đó, kéo cắt may như này, made in Japan 12 inch, cắt siêu bén luôn các theo, cắt rất bén và ngon luôn. Đó, cắt rất bén luôn. Con này thì giá của nó sẽ là một con kéo cắt may như này, giá của nó sẽ là 100 hàng made in Japan nhá, 160.000 cho cái kéo cắt may như này. Tiếp theo là pin 16850 này. Pin này sẽ là 25.000 cho một quả thôi, 25.000 cho một quả pin 16850 như này nhá. Đó, pin Lion 16850 25.000. Tiếp theo thì bên em về cho các bác ba cái mẫu đồng hồ này. Ba mẫu đồng hồ đây. Đấy, thì ba mẫu đồng hồ. Đầu tiên nó sẽ là đồng hồ bật lửa nhá. Mẫu này thì nó sẽ là đồng hồ bật lửa, giá là 100. Đó, đồng hồ bật lửa 100.000. Đây, đồng hồ kèm bật lửa luôn, 100.000 nhá, 100.000. Đó, đồng hồ kèm bật lửa, giá sẽ là 100k. Về nhà các bác tự bơm ga. Tiếp theo là đồng hồ la bàn. Con này thì nó sẽ đa di năng hơn một chút, 120.000. Vừa có đồng hồ, vừa có bật lửa, vừa có la bàn luôn. Đó, bật lửa la bàn nhá. Đấy đây. Bật lửa đây các bác, bật đây cho em này. Về nhà các bác bơm ga vào nhá. Đấy, bơm ga vào cho em, cái này chưa có ga đâu. Các bác tự bơm ga vào cho em. Đồng hồ là 1 này, bật lửa là 2, la bàn là 3, khui bia là 4 nhá, đa di năng luôn. Đó. Con này thì giá của nó sẽ là 120.000, 120.000. Tiếp theo thì nó sẽ là con bật lửa ngọc nhá, bật lửa nó sẽ có một viên ngọc như này. Con này thì nó sẽ là dòng chạy bằng sử dụng bằng xăng nhá, sử dụng bằng xăng. Đó. Giá sẽ là 130.000, 130.000. Bật lửa ngọc 130.000. Đó. Nó sẽ có cho các bác là 3 mẫu bật lửa như vậy. Các bác muốn dùng mẫu nào thì dùng nhá. Có hộp đèn rất là đẹp, các bác có thể mua cho biếu tặng làm quà này. Đó. Tiếp theo thì đến dây nồi cơm điện này. Dây nồi cơm điện dài thì khoảng từ 1m3 đến 1m5. Đó, dây nồi cơm điện dây siêu mềm luôn. 1m3 đến 1m5. 30.000 nhá. 30.000 cho một cái dây nồi cơm điện như này. Giá sẽ là 30k. Giá hợp lý luôn. 30.000. Tiếp theo là cà lê nước, 55.000 cho một con cà lê nước như này. Đấy, cà lê nước nhá. 55.000 các bác dùng để vặn ống nước, có thể đẩy ra để vào đảo chiều được luôn nhá. Đấy, một chiều tròn một chiều vuông này, cà lên nước 55.000 này. Tiếp theo là một số các cái đồ của Nhật. Tiếp theo này, xà bông của Nhật này, xà bông của Nhật đây. Đấy, xà bông tắm, bánh xà bông 40.000 một bánh và 3 bánh là 110.000 nhá. 3 bánh thì sẽ là bớt được 10.000. 3 bánh là bớt được 10.000. 40.000 một bánh như này nhá, xà bông Nhật 40.000 một bánh này. Đó. Tiếp theo là kem đánh răng của Nhật này. Kem đánh răng của Nhật 120g. Hàng này chuyên chống viêm nướu, viêm lợi, đau lợi, chảy máu chân răng. Giá của nó sẽ là 60k nhá, 60k cho một lọ kem đánh răng Nhật như này. Kem đánh răng Hàn thì giá của nó sẽ là 40.000 một típ. Dòng này thì chuyên làm trắng răng, tỷ lệ làm trắng răng lên tới 93%. Đấy, hàng made in Korea nhá, made in Korea. Con này thì giá của nó sẽ là 40 cành cho kem đánh răng Nhật như này. Tiếp theo là 60.000 cho một cái lọ gọi là đây đấy, thuốc nhỏ mắt nhá, thuốc nhỏ mắt của Nhật này. Đó, thuốc nhỏ mắt của Nhật. Hàng này của nó thì nó sẽ là vitamin E, B6, Na rồi vitamin K này. Đó. Con này của nó thì sẽ là 60.000 cho một lọ nhá, 60.000 cho một lọ thuốc nhỏ mắt này. Đấy. Tiếp theo là đến cái củ sạc nhá, củ sạc đa năng. Đấy, cái này thì nó sẽ chỉ có củ không thôi, có củ thôi nhá, có củ có đầu cắm như này nhá. Đấy, có củ có đầu cắm như này, hai cổng sạc nhanh, hai cổng sạc Type C và hai cổng sạc USB, dây dài khoảng trên 1m nhá. 80.000 cho cái củ sạc nhanh như này. Đấy, lên cho em là củ sạc đa năng, giá sẽ là 80.000 nhá, 80.000. Ngoài ra thì bên shop có cho các bác cái sản phẩm đó là cái dây sạc nhanh iPhone, dây sạc nhanh iPhone giá sẽ là 60.000. 60.000 cho cái dây sạc nhanh iPhone như này. Đó, 60.000 các bác nhá. Dây sạc nhanh iPhone 60.000. Tiếp theo thì bên shop có cho các bác cái sản phẩm đó là cái sen inox nhá, 90.000 cho một cái bộ sen inox như này, bao gồm là cả dây, cả giá đỡ, cả sen luôn. Cả dây, cả giá đỡ, cả sen. Giá thanh lý 90k.
Hàng của Nhật made in Japan nhá. Made in Japan các bạn này. Đó, hàng nội địa của Nhật giá cực kỳ bình dân luôn. 90k bao gồm là dây dài khoảng 1m2 này. Dây dài khoảng 1m2 có giá đỡ và một đầu sen đẹp như này. Đấy, một đầu sen inox hàng của Nhật như này. 90k nhá. Đấy, lên cho em đó là sen inox, giá sẽ là 90.000 cho một bộ như này. 90.000 bao gồm cả sen cả dây luôn, 90.000. Tiếp theo là sen cao su, giá sẽ là 80.000. Bộ này cũng cả sen cả dây luôn. Nhưng mà ưu điểm của nó thì nó sẽ là có một cái đầu cao su như này để các bác kỳ cọ khi mà mình tắm này, mình chà kỳ rửa rất là tiện ích luôn. Cũng có đóng ngắt trên tay nhá, có đóng ngắt trên tay rồi có điều chỉnh các kiểu con là điều luôn. 80.000 cho cái sen cao su như này. Lên theo là sen cao su 80.000. Sen cao su 80.000 các bác nhá, rất là tiện ích luôn. Mài dao ba khe màu đỏ, mài dao ba khe đỏ 130.000, hàng của thương hiệu Tamasaki. Tamasaki made in Japan. Đó. Có ba mài, mài thô, mài mịn, mài bén từ trái sang phải cho em. Đó. Giá của nó sẽ là 130.000. Ngoài ra thì bên shop có cho bác cái sản phẩm đó là sen quạt tăng áp. Con này thì giá cũng 90.000 luôn, giúp tăng áp lực nước rất là tốt. Đấy. Một dây và một vòi sen. Đấy, có một dây, một vòi sen như này. Con này thì không có giá đỡ nhá. Đấy. Có đóng ngắt trên tay nhá. Có đóng ngắt trên tay rồi có điều chỉnh tăng giảm lượng nước này. Đó, có sen cánh quạt giúp tăng áp lực nước rất là tốt. Sen quạt tăng áp giá cũng 90k luôn. Đó. Cũng 90k cho cái bộ sen quạt tăng áp như này. Đó. Giá 90.000 các bác nhá. Sen quạt tăng áp giá 90.000. Có 3 mẫu vòi sen nhá. Sen quạt tăng áp 90.000. Sen cao su sen inox cũng 90.000 luôn. Và sen cao su sẽ là 80.000. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái đèn pin đây. Đấy, nó sẽ là một cái mẫu đèn pin mới như này. Lên cho em là đèn chữ nhật nhá. Đấy, đèn chữ nhật, nó hình chữ nhật như này rất là ngon này. Đó. Hình chữ nhật như này rất là ngon. Giá sẽ là 70k cho con đèn chữ nhật này nhá. 70.000. Đấy, ở đây thì nó sẽ có chế độ này. Đấy. Rất tiện luôn, có cái mỏ quặc này để các bác quặc vào, các bác đeo lên các bác sử dụng này. Đeo lên dây hoặc là đeo lên khu vực nào đó này. Đó, lên cho em là đèn chữ nhật nhá, đèn chữ nhật này. Đây. Đấy, bật sáng này. Các chế độ này. Đấy, sáng ở đây nữa này. Đó, 70k nhá. Lên cho em là đèn chữ nhật, nó hình chữ nhật như này, nhỏ gọn trong lòng bàn tay, rất là tiện ích luôn. Mang theo ô tô này, đấy, hoặc là các bác dùng đa di năng được luôn. Rất là tiện. Khi mà dùng mất điện các bác có thể bật lên như này. Sau đó thì mình để ăn cơm ăn nước cũng rất là ok luôn. Đó, trợ sáng rất là tốt. Đèn chữ nhật giá sẽ là 70k. Lên cho em là đèn chữ nhật nhá. Đấy. Lên mã giúp cho em đó là đèn chữ nhật này. Đèn chữ nhật giá sẽ là 70k nhá. Đèn chữ nhật 70.000. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái một cái ấm siêu tốc. Ấm siêu tốc hàng siêu VIP cho các bác luôn nhá. 450.000 cho con ấm siêu tốc như này. Con này thì nó sẽ là hàng VIP cho các bác rồi. Đấy, hàng VIP, tem mác các thứ đầy đủ. Một con ấm siêu tốc như này, hàng cực kỳ chất lượng luôn. Đó, đế điếc của nó đây, đế đây. Và hàng này của nó thì nó sẽ là hàng inox 304 nhá. Đấy, inox 304. Đây. Đấy, con này của nó thì nó sẽ là 2200W và sử dụng điện là điện 220V. Đấy, hàng cực kỳ chất lượng cho các bác luôn. Đây. Dày dẫn chắc chắn nhá, con này khoảng 1.8L gì đấy nhá. Đó, rất chất lượng cho các bác luôn. Và đây là cái đế của nó này, rất dày dẫn chắc chắn. 450.000, hàng inox 304, sáng bóng đẹp, con này dùng thì miễn chê luôn. Lên mã giúp cho em đó là ấm siêu tốc inox nhá. Đấy, ấm siêu tốc inox, giá của nó sẽ là 450.000. 450.000, hàng của thương hiệu Kyler này. Đấy, tem mác các thứ đầy đủ cho bác luôn. Ấm siêu tốc inox giá sẽ là 450.000 nhá. Ấm này là ấm inox, giá sẽ là 450.000. Tiếp theo nó sẽ là một con đây. Con này nó sẽ là một con giá dắt dao đũa nhá. Đấy. Nó sẽ bao gồm cho các bác là một cái giá dắt dao đũa như này. 150.000 uống nước. 150.000 cho một con giá dắt dao đũa như này. Đó. 150k nhá. Con này thì hàng VIP cho các bác luôn. Ở dưới sẽ là một cái khay để các bác đựng nước nhá. Đựng nước. Đấy. Ở dưới khay đựng nước thi thoảng các bác có thể là tháo ra mình đổ đi cho em. Đó. Đấy, tháo ra đổ đi cho em. Đó. Ở đây thì nó sẽ có cho các bác là các anh ăn dắt dao này, dắt đũa, dắt liếc này và để dao đũa đúng như trên hình luôn. Hàng inox 304 dày dẫn chắc chắn, 150 cành cho anh em các bác mua về để mình sử dụng nhá.
Tiếp theo nó sẽ là một con massage mặt nhá. Massage mặt cầm tay. Đấy, massage cầm tay nhá. Đấy, các bác cầm kéo như này. Ngoài dùng mặt tay, mặt, mũi thì các bác dùng cổ, vai, gáy cho em. Kéo như này nó sẽ hít theo này. Đó. Massage. Đấy, massage cầm tay. Con này là dòng cầm tay 50k. Đây các bác có thể dùng này, mặt này, cổ, vai, gáy, ngực, eo, hông này đều được hết nhá. 50 cành. Tiếp theo thì nó sẽ là một con cân treo này. Có kèm pin cho bác luôn nhá. Lô này về là kèm pin nhá. Hàng thì nó sẽ là Winlink hai hình người đây. Đấy, Winlink hai hình người. Lắp pin vào cho em. Lắp pin vào cho em luôn. Con này thì giá của nó sẽ là 90.000. Trước em có cái lô cầm tay kia nó nhỏ hơn thì hết hàng rồi. Đợt này nó sẽ là một cái hàng loại to như này. Dùng nó sẽ tiện ích hơn nhiều. Đây, kéo lên cho em này. Đó. Các bác có thể cân đo đong đếm này. Mình dùng để mình đeo vào này, đeo vào. Quặc của nó rất là to luôn đây. Em cân cái con liếc mày dao này. Đấy. Con này của nó sẽ là 130 g cho con liếc mày dao này, 130 g này. Nhớ số luôn nhá. Đó, tắt đi bật lên này, rất là tiện luôn. Sử dụng bằng pin này thì pin con thỏ dễ thay tháo. Giá của nó sẽ là 90.000 nhá. Cân được tối đa là 50 cân thì các bác có thể cân tùy theo mình nhu cầu mình cân bao nhiêu thì cân. Tối đa là 50 cân các bác nhá. Tối đa là 50 cân. Đó. Tiếp theo là một con đốc sạc nhá. Con đốc sạc như này. Con này là đốc sạc kèm pin luôn. Đấy, 65.000. Sử dụng pin này là pin đồng hồ nhá. À, pin đồng hồ với lại pin mic dây. À, pin mic không dây, 65.000 cho con này. Tiếp theo là cái con bình chè inox này. Nó sẽ có cho các bác là ba màu như này. Con này là 130.000 đựng được 4 lạng chè. 130.000 đựng 4 lạng chè cho em. 130.000 các bác nhá. Giá hợp lý thôi. 130.000 4 lạng chè. Đây cái pin của nó đây các bác này. Pin này nó sẽ là dòng pin đồng hồ cả lốc cả pin luôn, 65.000. Đây. Có gioăng giếc đàng hoàng nhá, chống vi khuẩn này, rồi nói chung là đa di năng luôn, đựng trà, đựng cà phê, đựng ngũ cốc, đựng muối vừng, các cái loại hạt, đồ khô, đồ nước đựng được hết, nhưng mà khuyến khích cái này dùng đồ khô thì hay hơn. Đấy, có loại nhỏ nhá, loại nhỏ này là 2 lạng chè này, hàng của Nhật hết nhá, tem mác các thứ đàng hoàng, chữ Nhật này. Hàng của Nhật hết. Con này thì giá của nó sẽ là 90.000 thôi. 90.000 trong con bình này. Đựng muối, mắm, mì chính, hạt điều rồi nói chung là các cái loại hạt tiếc ok hết luôn. Đấy. Tiếp theo là một con đồng hồ này, thì con đồng hồ này nó sẽ là Phương ơi. Con đồng hồ thể thao này thì giá sẽ là 80.000 cho con đồng hồ thể thao như này nhá. Con đồng hồ thể thao to khủng bố luôn. Đấy, đẹp chưa? 80.000 cho con đồng hồ thể thao như này. Còn con này thì con này là cái gì đây? Cái này. Không, cái này. Cái này là bao nhiêu? Đồng hồ này là bao nhiêu? Đồng hồ dây da 50.000 nhá. Đấy, đồng hồ dây da rất là đẹp luôn. Giá thanh lý cho anh em các bác 50k một chiếc thôi. 50.000 trong con đồng hồ dây da như này. Đấy, giá thanh lý. Đợt này giá thanh lý cho bác giá tốt luôn, 50.000. Còn con muỗng mini này là 10.000 một chiếc nhá. 10.000 một chiếc. Đó. À, nó sẽ là bằng 3 ngón tay như này các bác này, bằng 3 ngón tay này. Đấy, trong cái ngón tay này thôi. Muỗng mini này thì dùng cho trẻ con ăn cơm, ăn cháo, ăn các loại hạt ngũ cốc có thứ ok. Rồi, chào các bác. Hello, chào các bác quay trở lại với shop Phạm Huấn nhá. Các bác xem kênh thì đừng quên cho em xin một nút like, một nút đăng ký kênh và chia sẻ kênh giúp cho em. Lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin tránh việc trùng đơn nhận hàng, kiểm tra cùng với ship và cân nhắc trước khi mua hàng, tránh việc không nhận hàng. Đấy, các bác đừng tiếc em, cho em xin một nút like nhá. Nút like đăng ký kênh để lấy tương tác các nhá. Mã sản phẩm đầu tiên đó là bên shop về cho các bác cái nồi lẩu Osaka nhá. Lên cho em là nồi lẩu Osaka. Con này thì nó sẽ là một cái nồi lẩu rất là to luôn, các bác có thể dùng để chiên rán xào nấu được hết nhá. Đấy, chiên rán xào nấu được hết các bác này. Đấy, dung tích của nó là 3,5 lít, điện 220V, công suất 1.300W. Sản phẩm khi các bác nhận được hàng sẽ bao gồm cho các bác là một nồi như này. Một nồi liền như này luôn nhá. Vung của nó thì là vung kính cường lực nhá. Vung kính cường lực này về nhà các bác lắp cái nắp này vào cho em này. Lắp cái nắp này vào này. Đấy. Và ở đây thì nó sẽ có cho các bác là một cái nồi lẩu như này. Đấy, một cái nồi lẩu như này các bác này. Ở đây thì nó sẽ có cho các bác là một cái khay hấp như này nhá. Khay hấp này ví dụ các bác cho nước này, cho nước, cho bia, cho đồ hấp xuống dưới này. Cho nước dưới trong đó thì các bác cho cá, cho tôm, cho các loại thực phẩm lên đây. Đấy, nồi rất là dày luôn. Và hàng này của nó sẽ là hàng tráng đá chống dính nhá. Tráng đá chống dính cực kỳ là tốt luôn. Các bác dùng cực kỳ là an toàn. Đấy, hàng thì nó sẽ là của thương hiệu Osaka nhá, của thương hiệu Osaka. Đấy, qua kiếp cực ngon, cực kỳ là ngon luôn. Đây là cái nút điều chỉnh của nó đây. Đấy, phím nguồn đây, con nguồn với con điều chỉnh đây.
lên mã giúp cho em, đó là nồi lẩu Osaka nhá. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá rất là tốt luôn. Đấy, nồi lẩu Osaka giá cực tốt luôn. Đây. Hàng thương hiệu Osaka này. Giá của nó sẽ là 390 à. Lên cho em là lẩu Osaka nhá, lẩu Osaka này. Osaka. Giá sẽ là 390.000 thôi. Bao ship lên tận nhà cho bác một con nồi lẩu như này. Cái này thì bên em bán cả 1.000 con rồi, các bác yên tâm sử dụng nhá. Mã sản phẩm tiếp theo đó là bên shop về cho các bác hai cái mẫu dầu gội đầu Clear. Đấy, Clear Men có màu xanh và màu trắng này, Clear Men màu xanh và màu trắng. Giá thì sẽ là 90.000 cho một lọ dầu gội đầu Clear như này. Đó, 90.000 cho một lọ dầu gội đầu Clear nhá. 90k đó, hàng thì hàng của thương hiệu Clear. Đấy, Clear Men và sản xuất ở Thái Lan nhá. Sản xuất Thái Lan, dung tích của nó là 450ml các bác nhá. Đấy, hàng made in Thái Lan các nhá. Đây, sản xuất ở Thái Lan này các bác này. Đó. Giá thì cực kỳ tốt cho bác luôn, mà hàng Thái Lan thì nó vượt trội hơn nhiều so với hàng của Việt Nam mình các bác nhá. Đây, made in Thái Lan các bác này. Đó, made in Thái Lan, Bangkok Thái Lan đây. Đó, giá sẽ là 90.000, có màu xanh và màu xanh đậm và màu trắng như này nhá. Đó. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái các bác lên mã giúp cho em, đó là cái bình thể thao nhá. Con này thì đang giá thanh lý cho các bác, giá cực tốt luôn. Đấy, một con bình thể thao như này. Đó, bình dung tích là 1 lít nhá. Dung tích của nó là 1 lít. Hàng inox 304 dung tích 1 lít. Có lưới lọc này. Đấy, su 304 đây. Đấy, su này còn su 316 luôn nhá. Su 316 còn chất hơn cả su 304. Đấy, có lưới lọc như này và có quai đeo bằng da rất là đẹp như này các bác nhá. Đó, có quai đeo này, các bác mang nước đi học, đi chơi, đi làm, đi du lịch đều ok hết nhá. Dung tích là 1 lít luôn và giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá chỉ có 60k thôi. Hàng mới tinh chưa qua sử dụng, hàng của Nhật cực kỳ chất lượng cho các bác luôn. Đấy, lên cho em là bình thể thao nhá, bình thể thao. Bình thể thao giá của nó sẽ là 60k thôi nhá, giá thanh lý 60.000, giá cực tốt luôn. Tiếp theo thì em lên cho các bác cái sản phẩm đó là cái các bác lên mã giúp cho em đó là cái lên mã giúp cho em đó là cái vòi xịt vệ sinh nhá. Đây, vòi xịt vệ sinh như này. Đấy. Hàng thì sẽ bao gồm cho các bác là một đầu vòi xịt này, một đầu vòi xịt 1 dây. Đấy, một đầu vòi xịt 1 dây và một giá đỡ. Đây. Combo cho các bác luôn. Một đầu vòi xịt như này, một đầu vòi xịt này, một dây một giá đỡ. Đấy, dây của nó thì dây chống rối nhá, có ốc vít ốc viếc đàng hoàng. Combo cho các bác một bộ như này. Lên cho em là bộ dây vòi xịt vệ sinh. Giá thì thanh lý cho các bác chỉ có 90.000 thôi. 90.000 cho một cái bộ dây vòi xịt vệ sinh inox như này nhá. Đấy, dây dài thì từ 1m2 đến 1m5. Có lô về 1m2, có lô về 1m5, đầu xịt inox. Đấy, đầu xịt bằng inox hết nhá. Hàng inox 304 của thương hiệu Osaka. Đây các bác này. Đấy, Japan nhá. Hàng nội địa của Nhật này, Osaka Japan có này. Đó. Giá thì giá thanh lý cho các bác, giá cực chất rồi. Chỉ có cho các bác là 90k thôi. Dây vòi xịt vệ sinh, giá của nó sẽ là 90k nhá. Đấy, 90k cho cái bộ dây vòi xịt vệ sinh như này, 90.000. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái vòi lavabo nhá. Vòi lavabo như này. Đó, các bác lên cho em là vòi lavabo. Giá của nó sẽ là 420.000 cho cái vòi lavabo như này. Đấy, cái này thì các bác lắp vào chậu rửa mặt nhá. Lắp vào chậu rửa mặt cho em. Đó, nó cũng chia ra làm hai đường nước như này các bác này. Đấy, đây, hai đường nước như này. Lên cho em là vòi lavabo, giá của nó sẽ là 420k nhá. 420k. Đó, 420.000 cho một con vòi lavabo này về lắp vào chậu rửa mặt, các thứ rất là ok luôn. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái mũi khoan nhá. Hộp mũi khoan đỏ như này, một hộp bao gồm là 5 mũi. Đấy, 1 2 3 4 5 mũi nhá. À 6 mũi thì nó sẽ có là 3 mũi tazogen và 3 mũi khoan tháp. Giá thì chỉ có cho các bác là 110.000 thôi. 110k cho hộp mũi khoan đỏ này nhá. 110.000. Thép của nó là thép gió phủ titan, thép gió phủ titan. Hàng cực kỳ dày dẫn và chắc chắn cho các bác luôn, dày dẫn chắc chắn, thép gió phủ titan siêu bén cho các bác luôn nhá. Giá sẽ là 110.000. Đấy, 110.000. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là bộ 5 mũi khoan đa năng. Đấy, hộp 5 mũi khoan đa năng như này. Giá thì sẽ là 110.000 cho 110.000 cho hộp 5 mũi khoan đa năng như này nhá. Hàng của thương hiệu Kabushi Japan của Nhật này. Kabushi Japan của Nhật. Đấy, nó sẽ có 2 mũi 6, 1 mũi 8, 1 mũi 10 và 1 mũi 12, tổng của nó là 5 mũi nhá. 5 mũi giá sẽ là 110k. 110k cho hộp 5 mũi khoan đa năng nhá. Đấy, 5 mũi khoan đa năng, 110.000. Tiếp theo thì em về cho các bác cái bộ khẩu 12 nhá. Bộ khẩu 12. Bộ này thì sẽ là bao gồm cho các bác là 12 chi tiết, bao gồm 10 đầu khẩu, một tay công và một tay nối dài. Đấy, 10 đầu khẩu. Hàng thì chất lượng thì miễn bàn rồi, chất lượng của nó thì khỏi phải bàn rồi. Giá cực kỳ ưu đãi, chỉ có cho các bác là 160.000 thôi. 160k cho cái bộ khẩu như này. Bình thường nếu các bác ra ngoài cửa hàng mua cho em một tay công này đã phải mất đi khoảng từ 100 120.000 rồi. Đây mà cả bộ như này,
bao gồm cả đầu khẩu, cả đầu công, cả đầu nối dài như này nhá. Đấy, cả tay công, cả tay nối dài như này các bạn. Đấy, đây tay nối dài này. Đấy, 10 đầu khẩu từ 8 đến 24 nhá, khẩu phổ thông từ 8 đến 24 luôn. Đó, rất là ngon nhá. Có xoáy nhanh, có đảo chiều nhá, có xoáy nhanh đảo chiều luôn. Các bác mua về để mình sử dụng lặt vặt trong gia đình hoặc mua làm thợ làm nghề sửa chữa đều ok hết. Giá thanh lý cho các bác 160.000 thôi. 160.000 cho cái bộ khẩu 12 chi tiết như này. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái chổi cọ rỉ nhá. Các bác lên cho em là chổi cọ rỉ vàng như này. Đấy, nó sẽ làm cái chổi cọ rỉ như này. Thì các bác dùng để mình thì cọ rỉ các bác này. Đấy, các bác cọ này cho em này. Đấy, cọ này cho em. Mình đánh rỉ, đánh giếc hoặc là nói chung là dùng đa di năng được luôn. Đó. Lên cho em là chổi cọ rỉ vàng. Giá sẽ là 15k nhá. 15k cho cái chổi cọ rỉ vàng như này. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái cưa lách nhá. Đấy, một con cưa lách rất là ngon như này. Hàng của thương hiệu Kabushi Japan, một con cưa lách. Hàng của Nhật cực kỳ chất lượng như này các bác nhá. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là cưa lách là bao nhiêu nhỉ? 40k nhá. 40k cho một con cưa lách như này thôi. Giá sẽ là 40.000 các bác nhá. Cưa lách dùng cực kỳ là ngon luôn. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái bịch giấy giấy ướt các bác nhá. Đấy, đây nó sẽ là một bịch giấy ướt. Cái giấy này để các bác dùng để mình lau cái này lau cái gì đấy? Hả? À, cái này là giấy lau bếp nhá. Giấy lau bếp này. Đấy. Giấy lau bếp như này. Nè. Lau đi xuống lấy cái băng dính trắng dám nào. Con mình cắt đứt cả ra như này rồi. Đây cả hai bịch này. Lau khô đi lấy băng dính trắng dám nào. Lên cho em là giấy. Giấy lau cái gì đấy? Giấy lau dầu mỡ nhá. Giá sẽ là 25.000 các bạn. 25k trong bịch là giấy lau dầu mỡ như này. 25.000. Đấy. Thì đây em sẽ test sản phẩm cho các bác xem luôn. Đây em vừa ghi nhá. Vừa ghi bằng mực 25.000 nhá. Đây. Các bác lau này. Đấy, về nhà các bác lau là nó sẽ rất là sạch luôn. Đây các bác này. Đấy. Lau sạch luôn các bác này, nó tẩy rất là sạch luôn. Đấy, nó chất chảy tự nhiên rất là sạch luôn các bác này. Đấy, tẩy rất là sạch luôn. Rất là sạch các bác này. Đó. Thì giá sẽ là 25k nhá. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái các bác lên mã giúp em đó là cá sấu hộp nhá. Và lấy những cái cá sấu dày đây nè. Cá sấu hộp này thì đây nó sẽ là một cái bộ thắt lưng cá sấu như này. Đấy, đựng trong hộp rất là đẹp luôn. Giá sẽ là 150.000. Đấy, một bộ này của nó sẽ bao gồm cho các bác là hai cái đầu nhá, hai cái đầu như này đó. Thì các bác có thể dùng để mình thay đổi khi cái đầu này nó hỏng hoặc là nó cũ thì các bác thay cho em. Đấy, bộ hai đầu như này, hai đầu như này và giá thì sẽ là 150.000, bao gồm cho các bác là một dây thắt lưng và hai đầu này luôn. Đấy, rất là ngon nhá. Đây, vân da cá sấu rất là đẹp luôn này. Đấy, vân da cá sấu rất là đẹp nha. Lấy cái ví luôn. Đấy, vân da cá sấu rất là đẹp nha, rất là mềm. Ví cá sấu này. Đấy, đây các bác này, rất là đẹp cho các bác luôn. Đó. Đấy, giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 150.000 nhá. 150.000 cho cái cá sấu hộp như này. Ngoài ra thì bên em có cái cá sấu rời nhá. Cá sấu rời thì giá của nó sẽ là 80.000 nhá. 80.000 cho cái cá sấu rời như này. Xem giá mấy cái này luôn. 80.000 cho cái cá sấu rời như này các bác này. Đấy, 80.000 cho cái cá sấu rời như này, ghi vào cho anh. 80.000 cho một con cá sấu rời như này nhá. Cá sấu rời này 80.000 này, còn cá sấu hộp này 150.000 này. Ngoài ra thì bên shop có về cho các bác cái cá sấu cao cấp nhá. Các bác lên cho em là cá sấu cao cấp này. Thì đây nó sẽ là ví này. Đấy, cá sấu cao cấp. Ví này thì giá của nó sẽ là 290.000 cho một cái ví như này. 290.000 cho một cái ví như này nhá. Đấy. Và thắt lưng thì cũng đây cũng là thắt lưng cá sấu cao cấp này. Thì nó sẽ có hai màu, màu đen và màu nâu nhá. Màu đen màu nâu như này. Đó. Màu đen màu nâu như này. Đây, có hai màu, màu đen và màu nâu. Và cái giá thì cũng rất là cao cấp cho các bác luôn. Đấy. Hàng cao cấp thì giá cao cấp nhá. Đấy. Cái này thì em sẽ bao là cá sấu thật 100% luôn nhá. Cá sấu thật 100% luôn. Đó. Giá của nó sẽ là 390.000. 390.000 cho cái cá sấu như này nhá. Cái này bao nhiêu? Tên nó là gì đấy? 390.000 một chiếc nhá. Đấy, 390.000 một chiếc. Đấy, bao cho các bác cái này thì nó sẽ là cá sấu thật 100% luôn. Đó, mặt biếc rất là đẹp nhá. Đấy các bác thấy không? Đây. Đấy, mặt biếc rất đẹp luôn. Con này thì giá của nó sẽ là 390.000. Lên mã giúp cho em đó là cá sấu cao cấp nhá. Cá sấu cao cấp 390.000. Đó. Các bác nếu mua combo một ví một thắt lưng như này thì giá của nó sẽ là 650.000 nhá. Mua lẻ thì nó sẽ đắt hơn một chút. Còn nếu mua combo một ví một thắt lưng, giá sẽ là 650.000, đây là cá sấu cao cấp nhá. Ngoài ra thì nó sẽ có cho bác là cá sấu hộp này. Cá sấu hộp thì 150.000, còn cá sấu rời này. Con này thì các bác lên cho em là cá sấu rời thì giá chỉ có 80.000 thôi. Giá chỉ có 80.000 thôi các bác nhá, cá sấu rời. Đó, thì nó có mấy loại cá sấu như vậy. Tiếp theo thì
Em lên cho các bác cái dầu gội phủ bạc của Nhật nhá, dầu gội phủ bạc của Nhật, hàng cực kỳ chất lượng cho các bác luôn, made in Japan này, các bác dùng cực kỳ là an toàn luôn. Hàng của Nhật này thì các bác nên mua mà sử dụng nhá. Các bác đừng cái gì buôn lo. Các bác đừng mua những cái hàng trôi nổi ở ngoài thị trường nhá. Đấy, cứ mua hàng Nhật của em mà xịn mà dùng. Đó. Combo cho các bác thì một bộ sẽ bao gồm cho các bác là một lọ dầu như này. Nếu mà nữ thì gội từ 5 đến 7 lần, còn nam thì gội từ 10 trên 10 trên dưới 10 lần nhá. Đó, trên dưới 10 lần một lọ như này. Đấy thì tính ra là vào là 3280 thì 10 lần thì mỗi lần mất có 28.000 thôi. Đó, có cả đầy đủ phụ kiện cho các bác luôn. Phụ kiện đầy đủ cho các bác luôn. Giá thì rất hợp lý rồi, 280.000 bên em bao ship đến tận nhà cho các bác rồi. Dầu gội phủ bạc của Nhật nhá. Các bác cứ mua hàng xịn mà dùng. Đây. Hàng made in Japan này các bác này, tem mác chữ Nhật này, made in Japan này. Đó, dầu gội phủ bạc của Nhật nhá. Tiếp theo thì em lên cho các bác cái xịt giảm đau nhá, xịt giảm đau 150.000 một lọ này. Cái này thì xịt giảm đau cực kỳ là tốt luôn, nó cũng là hàng nội địa của Nhật, made in Japan các bác nhá, made in Japan, hàng nội địa của Nhật. Cực kỳ là cao cấp luôn các bác nhá. Đó. Cái này thì giúp cho các bác là giảm đau rất là tốt luôn, giảm đau rất là tốt luôn và nó rất là mát. Đấy. Lên cho em ạ, giúp cho em là xịt giảm đau, giá sẽ là 150.000. Đấy. 150.000 cho một lọ xịt giảm đau như này. Cái này thì cực kỳ là cao cấp luôn, dùng rất là đã luôn các bác. Đây em bóc thử cho các bác xem này. Đấy. Nó sẽ là một lọ như này các bác này. Băng dính này dán cái này vào luôn. Đây, đấy nó sẽ là một lọ này các bác này. Đó, và ở đây thì cái này nó sẽ có cho các bác là cái nắp như này các bác này. Cái nắp như này. Các bác là đau ở chỗ nào thì các bác xoa này chị em. Đấy, xoa này là cái nước dầu nó sẽ ra này. Đấy. Nước dầu nó sẽ ra như này. Và cái này độ nóng của nó rất là cao luôn. Xoay. Đấy, các bác này. Đấy. Các bác xoáy vào như này. Đấy. Cái này độ nóng của nó rất là cao và dùng rất là đã luôn nhá. Giá thì sẽ là 150.000. Hàng nội địa của Nhật, bao xịn cho các bác luôn. Đó. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái khăn tắm này. À, khăn mặt này. Khăn mặt như này. Giá thì nó sẽ là 50.000 cho một bịch 10 chiếc như này, mua lẻ 20.000 ba cái nhá. Mua lẻ thì sẽ là 20k trên 3 chiếc ba cái. Đó, còn mua cả bịch như này 10 cái giá chỉ có 50k thôi. 10 cái như này sẽ là bằng 50k nhá, 50.000. Đấy, 50.000 cho 10 cái như này, giá siêu rẻ cho các bác luôn, 50.000 10 cái các bác nhá. Đó. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái chổi lau kính nhá. Chổi lau kính, giá sẽ là 45.000. 45.000 cho cái bộ chổi lau kính như này. Nó sẽ có một cái phần này để lau kính này, một phần này để kỳ cọ rửa này. Và có tay nối dài như này, lên cho em là chổi lau kính. Giá sẽ là 45k nhá. 45k cho cái bộ chổi lau kính như này, rất tiện dụng luôn. Đây, đầu chổi này, đầu này đầu lau kính này và ống nối dài cho các bác nhá. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái tăng đơ 9D nhá. Tăng đơ 9D như này. Bộ sản phẩm thì sẽ bao gồm cho các bác là rất nhiều chi tiết đi kèm luôn. Đấy. Đầu tiên thì nó sẽ là có cho các bác là một cái đầu tăng đơ như này nhá. Đây, giá chỉ có 95.000 thôi. Đấy, một đầu tăng đơ như này các bác này. Đấy, một đầu tăng đơ như này. Lưỡi của nó là hàng ba lưỡi kép, cạo cực kỳ là bén luôn. Hàng ba lưỡi kép, cạo rất bén luôn nhá. Tiếp theo thì sẽ có cho các bác là các cái đầu để các bác sử dụng đi kèm này. Đầu tiên nó sẽ có là một cái đầu mũi cạo râu này, một đầu mũi cạo râu này. Tiếp theo là một cái đầu để các bác chà mình rửa mặt này. Đấy, massage mặt này. Tiếp theo là một cái đầu để các bác dùng để mình chấn viêm nhá, cắt tóc chấn viêm. Đó, combo cho các bác rất nhiều món như này. Mà giá thì chỉ có cho các bác là 95.000 thôi. Giá siêu rẻ luôn. 95.000 các bác nhá. Giá cực tốt luôn. Đấy, lên cho em là tăng đơ 9D. 9D này, giá sẽ là 95k. 95k cho tăng đơ 9D này các bác nhá. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác sản phẩm đó là cái máy đọc thẻ nhá. Máy đọc thẻ, con này thì các bác dùng cho trẻ em rất là tiện luôn. Một bộ này của nó sẽ có bao gồm là 112 thẻ với 224 từ vựng khác nhau. Đấy, 224 từ vựng khác nhau. Đấy, ví dụ như là các cái chủ đề như là học hành này, rồi gia đình này, rồi xe cộ phương tiện động vật này. Đấy. Các rất nhiều chủ đề luôn các bác nhá, rất nhiều chủ đề luôn. Đó, thì đây, em sẽ thử cho các bác xem nhá. Đây. Đấy, bắt đầu thì mình sử dụng thì rất là đơn giản thôi. Các bác bật nguồn lên cho em này. Đấy, bật nguồn lên. Sau đó thì mình đấy, nhét thẻ vào này. Xe lửa. Train. Cái này thì nó vừa có tiếng Việt, vừa có tiếng Anh, rồi vừa có cả đây, vừa có tiếng Việt, tiếng Anh, vừa có cả ngôn ngữ luôn nhá. Xe cảnh sát. Police car. Đấy, rất tiện luôn nha, vừa tiếng Việt vừa tiếng Anh nhá. Xe cứu thương. Ambulance. Đó, rất ok luôn.
một cái bộ máy đọc thẻ như này giá bên shop đang gửi tới các bác, cái giá chỉ có cho các bác là đi 80.000 thôi, 80.000 cho cái bộ máy đọc thẻ này. Đấy, rất nhiều chủ đề luôn các bác này, 124 chủ đề ngôn ngữ khác nhau đó, tha hồ thoải mái cho các bác sử dụng luôn. Giá thì rất hợp lý, chỉ có cho các bác là 80.000 rồi, ok. Hello, chào các bác quay trở lại với shop Phạm Huấn nha. Các bác xem kênh đừng quên cho em xin một nút like, một nút đăng ký kênh và chia sẻ kênh giúp cho em. Đấy, các bác bỏ ra cho em xin 3 giây để cho em xin một nút like nhá. Cho em xin một nút like, một nút tương tác. Mã sản phẩm đầu tiên đó là bên shop về cho các bác cái con két sắt mini nhá. Đây, két sắt mini. Đấy, con này thì nó không quá dày đâu, nó chỉ vừa sinh thôi, nhưng mà khi các bác dùng thì nó cũng khá là tiện ích luôn. Đấy, có chìa mở như này nhá, có nút để cho các bác mở chìa này, có nút cho các bác mở chìa và có cho các bác là cả cái số điện tử này luôn. Các bác có thể dùng đây rồi, các bác có thể dùng số điện tử cũng rất là ok luôn. Và con này thì cái mặt của đằng trước của nó là khá là dày, còn mặt đằng sau thì vừa phải. Để các bác sử dụng thì các bác có thể là bắt vít vào đây. Đấy, nó kèm cả ốc vít luôn nhá, kèm cả ốc vít cho các bác luôn. Và đây của nó là có sẵn pin này, pin để các bác mở số điện tử này, có đai vít này và có cả chìa như này luôn. Đó, thì các bác về các bác mở ra cho em. Đó, sau đó thì mình có thể sử dụng số điện tử hoặc mình sử dụng chìa tùy theo. Lên cho em là két sắt mini nhá. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá cực kỳ là tốt luôn. Đó, đây. Xoay vào đây cho em này. Xoay ra để mở ra này. Đây các bác này, mở ra nó sẽ như này. Con này thì chiều dài của nó vào khoảng là 25 cm, chiều cao thì vào khoảng là gần 20 cm, chiều sâu thì cũng vào khoảng là 20 cm các bác nhé. Đó, đây, đây là cái hệ khóa của nó này. Đấy, khi các bác mở thì vừa mở khóa vừa kết hợp với cả cái lẫy này cho em. Đó, đây, cái lẫy đai này của nó rất là to và cứng luôn nhá. Đó, cho nên là rất là an toàn này. Đó, đây, đóng vào này, sập vào này các bác này. Đấy, mở ra thì các bác kết hợp xoáy lẫy cho em nhá. Đó, đây. Đây, đó, thì rất là an toàn luôn. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá rất hợp lý nhá, 350.000. Lên mã giúp cho em đó là két sắt mini. Sản phẩm sẽ bao gồm cho các bác là hai chìa này, hai cái đai để các bác bắn vào tường này, và một cái bộ pin. Pin thì các bác lắp vào đằng sau cho em nhá. Đấy, pin các bác lắp vào trong hệ pin bên trong này. Lên cho em là két sắt mini 350k nhá, 350.000 cái két sắt mini như này. Đó, các bác mở ra cho em, mở ra sau đó thì lắp pin vào trong này và các bác cài mã cho em nhé, két sắt mini. Tiếp theo thì em lên cho bác cái tăm nước nhá. Tăm nước thì nó sẽ là có 4 đầu như này này, 1 2 3 4. Các bác cho nước vào đây cho em, cho nước vào đây. Đấy, đây thì nó sẽ là vệ sinh niếu, vệ sinh lưỡi, vệ sinh răng lợi cho em. Lên cho em là tăm nước, giá thì sẽ là 170.000 nhá. Đấy, bộ sản phẩm thì sẽ bao gồm cho các bác là một máy bơm như này. Đấy, một máy bơm rất là khỏe luôn. Hàng này thì của nó xuất đi rất nhiều nước nhá. Một cái máy bơm rất là khỏe như này. Và một cái bộ đầu lưỡi nhá. Đây, máy bơm các bác này. Các bác bật lên cho em. Đó. Đấy. Máy bơm rất là khỏe luôn. Các bác chiết nước vào đây cho em. Đấy. Cho nước vào đây này. Sau đó thì mình sử dụng thôi. Ăn xong là mình ra mình vệ sinh luôn. Đấy, ăn xong mình ra mình vệ sinh luôn. Có cả củ sạc đi kèm nhá các bác nhá. Có cả dây sạc đi kèm. Đấy, và bốn cái đầu vệ sinh như này. Đây, có dây sạc đi kèm đây và có bốn đầu vệ sinh nhá. Các bác cứ lên YouTube các bác gõ là tăm nước là nó sẽ ra. Đấy, thì con này để vệ sinh răng lợi rất là tốt luôn. Tăm nước giá sẽ là 170k cho cái bộ tăm nước như này. Tiếp theo thì em lên cho các bác cái bình tông, bình xanh nhá. Đấy, lên theo là bình xanh. Đó, bình xanh như này thì nó sẽ có con 1 lít và con 2 lít có quai đeo. Bình xanh của quân đội Việt Nam mình thôi. Con này sẽ là 90k cho con 2 lít và con 1 lít sẽ là 70k nhá, 70.000. Đó, chất liệu của nó thì nó sẽ là bằng nhôm và màu là màu xanh quân đội rất là đẹp luôn. Bằng nhôm tự nhiên như này. Đấy, bằng nhôm. Nhôm nguyên sinh nhá, nhôm tự nhiên. Đó. Các bác dùng để mình đựng nước lọc, nước uống thì tuyệt vời luôn. Đựng nước lọc, nước uống, rượu bia, nước giải khát đều ok hết nhá. Có quai đeo như này. Các bác mang đi cấy, đi gặt, đi du lịch, đi chơi, đi phượt đều ok hết. Con 1 lít là 70.000, con 2 lít là sẽ là 90.000 các bác nhá. 2 lít 90.000. Tiếp theo thì em lên cho bác cái sản phẩm đó là cái cốc tự khuấy nhá. Đấy, đây nó sẽ là một cái cốc tự khuấy đa chức năng. Các bác dùng để mình khuấy nước ngọt, rồi nói chung là cà phê, rồi nói chung là cho đá vào đây là mình sử dụng thôi. Đó.
và các bác lắp pin vào cho em nhé, lắp pin vào cho em. Ở đây thì nó sẽ có một cái hạt nam châm từ trường như này. Đấy, cho các thứ vào đây nó sẽ tự khuấy cho các bác luôn. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác một con cốc tự khuấy như này. Giá của nó sẽ là, đây lắp cho em đôi pin vào đây này, lắp đôi pin vào đây. Giá của nó sẽ là 90.000 nhá. 90k cái cốc tự khuấy như này. Tên cho em là cốc tự khuấy, giá của nó sẽ là 90k. Về nhà các bác lắp cái pin vào cái đít này cho em. Đó, cốc tự khuấy, giá của nó sẽ là 90.000 các bác nhá. 90k cho em cốc tự khuấy như này, 90.000. Tiếp theo thì em lên cho bác cái khay đá thông minh nhá. Đấy. Khay đá thông minh như này thì về nhà các bác bỏ đá vào đây cho em, cho nước vào đây, sau đó thì cho nước vào đây, sau đó thì mình bỏ vào ngăn đông tủ lạnh thôi. Và đây cái đế của nó là đế mềm như này, đế mềm như này các bác này. Thì khi các bác sử dụng ấy thì là mình chỉ cần ấn này là viên đá nó sẽ lồi lên nhá. Các bác không cần phải vặn, không cần phải vặn như này làm gì cả, chỉ cần ấn này là viên đá nó lồi lên thôi. Tại vì cái đế này của nó là silicon mềm. 15.000 một chiếc. Đấy, 15.000 cái như này các bác nhá. Đấy, và các bác có thể để chồng với nhau được luôn, nó có nắp như này để chồng với nhau được luôn. Đấy, lên cho em là khay đá thông minh 15k một chiếc nhá. 15k một chiếc khay đá thông minh như này. Tiếp theo thì em lên cho bác cái sản phẩm đó là kia gang tay lao động nhá. Một bịch này của nó là 12 đôi. Giá sẽ là 70.000 trong bịch 12 đôi, có cao su non chống trơn trượt rất là tốt luôn. Đấy, các bác dùng để mình lao động làm vườn này. Đấy, rồi nói chung là đa chức năng luôn, có thể cầm bút viết được thoải mái luôn nhá. Đấy, một bịch này của nó sẽ là 12 đôi. 12 đôi là 70.000 nhá. 70k, còn các bác mua lẻ thì 5 đôi sẽ là 40k nhá. 5 đôi sẽ là 40.000. Đó. Dùng để viết lách rất là ngon luôn. Đấy, làm vườn, làm cây cối bonsai. Đấy, dọn dẹp vệ sinh, làm nhà rất là tiện, các bác dùng vào việc gì được, nó rất là phù hợp, nó sạch sẽ. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái tất 10 đôi nhá. Tất 10 đôi hàng của thương hiệu Nai như này. Giá thì sẽ là 90.000 nhá. 90.000 cho một vỉ 10 đôi. Đấy, một vỉ của nó là 10 đôi, tất của thương hiệu Nai, co giãn 4 chiều. Tay này các bác dùng thì rất là tuyệt vời luôn. Đó, co giãn 4 chiều như này. Tất của thương hiệu Nai nhá. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 90.000. 90.000 cho một vỉ 10 đôi, tất màu đen. Tiếp theo thì em lên cho bác cái sản phẩm đó là cái tựa lưng các bác nhá. Đấy, cái này thì các bác dùng để mình tựa lưng. Đấy, mình tập, mình tựa lưng, mình tập cho nó khỏi bị đau lưng, đau mỏi vai gáy, đau xương khớp. Đấy, nó sẽ có cái lẫy như này, các bác chỉ cần cài vào đây cho em xong. Đó, các bác cài vào đây cho em. Đây, các bác cài vào đây cho em này. Đấy, đây, cài vào đây cho em là xong. Đó, cài như này. Rất là tiện ích luôn, các bác nằm lên cho em, nằm lên. Đây, nó sẽ có cái miếng mút như này, các bác cài vào giữa như này nhá. Đây. Đây của nó sẽ là tập là 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 động tác tất cả này. Đấy, các cái động tác như này là 10 động tác. Các bác tập thì giúp cho các bác là định hình xương sống này, xương vai, xương cổ, nói chung là đa di năng luôn, rất là tiện nhá. Giá thì sẽ là 50k thôi, rất là rẻ luôn, bằng nhựa. Và các bác có thể điều chỉnh cái nấc của nó là lên xuống tí các bác nhá. Đấy, các bác tập lâu thì các bác cho cái nấc cao này, còn các bác tập bình thường thì các bác cho cái nấc thấp nhá. Lên cho em là tựa lưng nhá, giá sẽ là 50.000. Đấy, các bác định hình cái xương sống của mình để nó tránh bị đau xương sống, đau mỏi vai gáy rất là tốt luôn. Tựa lưng giá chỉ có 50k cho bọn em tựa lưng như này thôi. Tiếp theo thì em lên cho bác cái đèn hộp nhôm nhá. Đây nó sẽ là một con đèn hộp nhôm như này. Giá thì sẽ là 90.000 cho con đèn hộp nhôm như này. Có cả quai đeo, quai sách đàng hoàng, có cả bật lửa cho các bác luôn nhá. Đây. Đấy, các bác mở cái nắp này ra này. Đấy, sau đó thì muốn dùng bật lửa thì các bác nhấn cho em cái nút bật lửa là nó sẽ lên các bác này. Đấy, nó sẽ lên. Đấy, lên đèn là lửa lên này. Đấy, các bác nhấn tắt giữ lì là nó sẽ tắt này. Đó. Giữ lì cho em là nó sẽ tắt. Đấy. Rất là tiện luôn nhá. Đó. Và có nam châm hít này. Có nam châm hít này. Đấy, có đèn chiếu sáng này. Có đèn chiếu sáng như này. Rất sáng luôn. Có chế độ sáng mạnh, sáng vừa, sáng vàng, sáng trắng, nhấp nháy cảnh báo, rất đầy đủ luôn. Có dây đeo các thứ đàng hoàng. Lên cho em là đèn hộp nhôm nhá. Giá sẽ là 90k cho con đèn hộp nhôm như này. 90.000 cho con đèn hộp nhôm. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái đồng hồ đo vôn kế nhá. Giá 90.000 thôi. Các bác lên cho em là đồng hồ vôn kế, giá sẽ là 90.000 cho một con như này. Có bao gồm cho các bác là một đồng hồ này. Đấy, một đồng hồ như này và một cái bộ dây như này các bác nhá. Đó. Các bác bật lên là mình sử dụng thôi.
Đó, rất là tiện. Bác nào mà chuyên môn về điện muốn sửa chữa này, đo vôn kế, đo AC này, DCA này, đo ohm này, hãy dùng con này chứ, rất là tiện luôn. Giá thì chỉ có 90.000 thôi. Các bác dùng để mình làm thợ hoặc làm nghề linh tinh lặt vặt cũng rất là ok. Đồng hồ vôn kế, đồng hồ vôn kế nhá, vôn kế giá sẽ là 90k. Đó, 90.000. Tiếp theo thì em lên cho bác cái sản phẩm, đó là cái đèn 4 cánh nhá. À, đây nó sẽ làm cái đèn 4 cánh như này. Công suất của nó là 28W và siêu sáng luôn. Con này thì rất là sáng nhá, 28W. Giá thì sẽ là 40k. Lên cho em là đèn 4 cánh mini. Giá sẽ là 40k cho một con đèn 4 cánh mini như này. Công suất là 28W các bác nhá. Công suất của nó sẽ là 28W, siêu sáng luôn. Tiếp theo thì em lên cho bác cái sản phẩm, đó là cái kéo gà nhá. Kéo gà của Nhật. Hàng này nó sẽ là hàng to, hàng đại các bạn. Đấy, rất là sắc luôn này các bạn này. Đấy, những cái dây bóng dai như này mà còn cắt được là các bác biết rồi nhá. Kéo rất là sắc luôn. Đấy, hàng của Nhật, thép SK5 Japan này. Đấy, con này thì hàng đa chức năng luôn. Các bác có thể dùng để cắt gà, cắt cá, cắt nem, thực phẩm, thức ăn này. Rồi cắt cây, cắt cành cũng được. Đấy, rồi đánh vẩy cá, kẹp cua, ghẹ, đầy đủ các chức năng luôn. Giá thì sẽ là 130.000 nhá. Đấy, lên mã giúp cho em đó là kéo cắt gà Nhật. Giá sẽ là 130.000. 130.000 cho con kéo cắt gà Nhật như này. Đó, tiếp theo thì em lên cho các bác cái hộp tam đồng nhá. Đây, đây nó sẽ là một cái hộp tam đồng như này. Giá thì chỉ có 90.000 cái hộp tam đồng như này thôi. 90k cho cái hộp tam đồng như này các bác nhá. Đấy, một cái hộp tam bằng đồng đẹp như này mà giá chỉ có 90.000 thôi. Lên cho em hộp tam đồng 90.000, các bác bỏ vào đây cho em. Đó, nhấp qua nhấp lại này, rất là tiện luôn. Hộp tam đồng giá sẽ là 90.000 cái hộp tam đồng như này. Tiếp theo thì em lên cho bác cái sản phẩm, đó là cái cặp lồng nhá. Đấy, một con cặp lồng rất là đẹp như này. Đó, cái này bao nhiêu nhỉ? Đây, cái nắp này thì các bác dùng để làm bát luôn này. Tiếp theo nó sẽ là một cái khay nhỡ này, để các bác đựng mắm mì chính này, một cái khay chung này và một cái cặp lồng như này. Dung tích của con này thì sẽ là vào khoảng là 1,6 lít nhá. Oh. Giá sẽ là 120.000 nhá. 120.000 cho một con cặp lồng như này. Rất là đẹp luôn các bác này. Đấy, cặp lồng rất là đẹp như này. Giá siêu rẻ luôn. 120.000 nhá. Lên cho em là cặp lồng 120k này. Cặp lồng như này. Đấy, rất đẹp luôn. Giá sẽ là 120.000. Ngoài ra thì bên shop có cái cặp lồng tầng nhá. Con này thì nó sẽ có cho các bác là 4 tầng luôn. Và giá thì chỉ có cho các bác là 100. Con này thì giá đang thanh lý. Cặp lồng tầng này bao nhiêu nhỉ? Đây, đấy, một con cặp lồng 4 tầng như này. Các bác có thể mở ra từng tầng một nhá. Cặp lồng tầng giá đang thanh lý cho các bác chỉ còn 80.000 thôi. 80.000 cho cặp lồng tầng như này nhá. Đấy, đây nó sẽ là có 4 tầng nguyên vẹn như này. 4 tầng nguyên vẹn như này, mỗi tầng là các bác có thể, con này dùng rất là tiện luôn. Đấy, các bác dùng để mang cơm đi học, đi làm, đi du lịch này, hoặc nhà đi chăm người ốm này, bệnh viện biết này. Đấy. Thì các bác cứ mang cặp lồng ra mình mua đầy đủ các cái thực phẩm cho em. Đó, 4 món, mình có thể đựng được 4 món luôn. Và có nắp có gioăng nhá, có nắp có gioăng đựng canh riêu thoải mái nhá. Đấy, có nắp có gioăng như này. Nắp có gioăng đựng canh riêu thoải mái luôn. Đấy, đậy vào thì rất là chắc chắn nhá. 4 tầng như này. Đó, và có quai sách đàng hoàng. Đây. Có quai sách như này. Giá thì chỉ có 80.000 thôi. 80.000 nhá. Cặp lồng tầng 80.000. Tiếp theo thì em lên cho bác cái sản phẩm, đó là cái ấm siêu tốc nhá. Đấy. Đây, một con ấm siêu tốc rất là ngon như này các bác này. Đấy. Tên là gì? Ấm siêu tốc inox nhá. Đấy, một con ấm siêu tốc inox như này, rất là đẹp luôn. Có điều chỉnh nhiệt ở đây các bác này. Đấy, có điều chỉnh nhiệt ở đây. 450.000 nhá. Đấy, có cả kính nhìn rõ nước bên trong luôn. Dung tích của nó là 1,7 lít nhá. Ấm siêu tốc inox giá sẽ là 450.000, đúng không? 450.000 cho một con ấm siêu tốc inox như này. Hàng inox dày dẫn chắc chắn, có điều chỉnh nhiệt ở đây nhá. Đấy, giá thì rất hợp lý. 450.000 cho một con ấm siêu tốc inox như này. Đây là cái đế của nó các bác này. Đây, đế của nó đây. Đế của nó cũng rất là chắc chắn luôn. Đây, các bác đặt vào cho em này. Đó. Đây. Nút nguồn của nó đây. Hàng rất hiện đại luôn, rất đẹp luôn. Đấy, hàng của thương hiệu Kyler các bác này. Rất dày dẫn chắc chắn nhá. Dày lắm cái mâm này của nó. Mâm này của nó siêu dày luôn. Cho nên các bác đun thì cực kỳ là yên tâm. Đấy. Ở trong này thì nó có hình như là một cái con dơ le gì đó, hoặc con cảm biến nhiệt đây này. Đấy. Nói chung là hàng này thì rất là chất, hiện đại. 450.000 lên cho em là ấm siêu tốc inox nhá. Ấm siêu tốc inox 450.000.
tiếp theo thì em lên cho các bác cái sản phẩm đó là cái bút mực nhá. Bút mực thì bên shop về nó sẽ có cho các bác là hai màu. Đấy, bút lông nhá, lên cho em là bút lông. Có hai màu xanh và màu đỏ nhá. Đây. Đấy, em đang viết đây các bác này, bút lông như này. Đấy, có hai màu xanh và màu đỏ. Giá bán thì sẽ là 20.000 nhá. 20k trên 3 cái này. 20.000 trên 3 cái và mua cả hộp thì sẽ là $50k nhá. Đấy, 50.000. 50k trên một hộp. Đấy, một hộp này của nó sẽ là đi 10 bút, một hộp là 10 bút nhá. Có hai màu, màu xanh và màu đỏ nhá. Màu xanh và màu đỏ, một hộp là 10 chiếc, 2 4 6 8 10. Một hộp 10 cái là 50.000. Đấy, 50.000 một hộp như này. Còn các bác mua lẻ thì sẽ là 20k trên 3 cái nhá. Đấy, trên 3 cái các bác có thể mua về để làm thợ làm nghề rất là ok luôn. Đó. Tiếp theo thì em lên cho bác cái sản phẩm đó là cái sạc nhanh iPhone nhá. Đấy. Dây sạc nhanh iPhone. Giá thì đợt này về cho bác giá tốt luôn. Chỉ còn cho các bác là 50.000 thôi. 50.000 cho một cái bộ cả củ sạc cả dây như này nhá. Sạc nhanh iPhone. Đấy, sạc nhanh iPhone cả củ sạc cả dây như này. Hàng của thương hiệu iPhone, củ cực kỳ chắc luôn. Hàng cực kỳ là ngon. Bác nào chuyên dùng iPhone thì mua con này cho em. Đấy, lên cho em là dây sạc nhanh iPhone. Giá thì chỉ còn cho các bác là 50k thôi. Đây, iPhone 15 Pro Max này. Đấy, dây sạc nhanh iPhone. Giá sẽ là 50k nhá. 50k. Đấy, cả củ sạc cả dây chỉ có 50.000, giá siêu rẻ luôn. Tiếp theo thì em lên cho bác cái sản phẩm đó là cái bộ ba dao này. Bộ ba dao như này. Đấy, con dao gọt này thì sẽ là 40.000, con dao thái là sẽ là 90.000. Con này là 40k này, con này là 90k này. Đó. Hàng thì đều là hàng của Nhật hết nhá, hàng của Nhật hết. Ngoài ra thì sẽ là một con dao chặt như này. Một con dao chặt. Cân nặng của nó thì từ 3 đến 5 lạng nhá, từ 3 đến 5 lạng. Đó. Và con dao chặt này thì sẽ là 180.000. 180.000 cho con dao chặt như này, 180k, đều là hàng của Nhật chữ dập chìm hết nhá. Đó. Nếu mua combo 3 con như này, bên em gửi tới các bác giá chỉ có 260.000 thôi. 260.000 bao ship đến tận nhà cho các bác luôn. 260.000 cho 3 con, bao ship đến tận nhà, còn mua lẻ từng con một thì giá của nó sẽ là như trên các bác nhá. Đó. Giá rất tốt cho các bác luôn. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác một cái mã sản phẩm đó là cái con mài dao ba khe, hàng của thương hiệu Katashiwa, made in Japan. Mài dao ba khe nhá. Giá của nó sẽ là 130k. Hàng nội địa của Nhật, con này chuyên để mài dao, mài dao, mài kéo rất là ngon luôn. Các bác chỉ cần lướt qua lướt lại này cho em. Đấy, mài thô, mài mịn, mài bén từ trái sang phải. 130.000 cho con mài dao ba khe đỏ như này. Mài dao ba khe đỏ 130.000 các bác nhá. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái con dao G49 nhá. Đấy, lên cho em là dao G49. Con này thì nó sẽ là dao của thương hiệu Wattpo và nó là dòng dao trắng, thép trắng không gì nhá. Đấy. G49, hàng của thương hiệu Wattpo. Con này thì cũng nặng từ 3 đến 5 lạng. Hàng thì siêu bén cho các bác luôn, cắt được cả giấy bóng luôn các bác này. Đấy, các bác thấy chưa? Đó. Con này thì sẽ là 150.000. 150.000 cho một con dao G49 như này nhá. Đấy. Con này thì chiều dài của nó thì vào khoảng là 30 cm, phần lưỡi thì khoảng 20 cm và bản thì cao khoảng là 10 cm. Lên cho em là dao G49. Giá sẽ là 150.000. G49 150.000 nhá. Lên cho em là G49 150k, 150.000. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái đuôi lò xo nhá. Đấy, đây nó sẽ là một cái đuôi lò xo như này. Đấy, đuôi lò xo như này nhá. Con này thì đang bán 30.000, đợt này cũng thanh lý cho các bác giá tốt hơn một chút nữa luôn. Đấy, một cái đuôi lò xo như này giá chỉ còn cho các bác là 25k thôi. 25k cho một cái đuôi lò xo như này các bác nhá. Đấy, có công tắc luôn. Các bác chỉ cần cắm trực tiếp vào nguồn điện, lắp bóng vào, không thích dùng thì tắt đi. Đấy, 25.000 các bác nhá. Duy nhất trong ngày hôm nay trên video này thôi. Giá sẽ là 25.000 cho một con đuôi lò xo như này. Đó, 25k các bác nhá. Tiếp theo thì em lên cho bác cái sản phẩm đó là cái van xả một đầu nhá. Van xả một đầu như này. Giá thanh lý cho các bác 50.000 cho một con van xả một đầu như này nhá. 50k. Đó, bằng inox 304. Ở đây sẽ có cho các bác là cái đầu gen như này. Có cả giòn giếc đàng hoàng để các bác có thể kết nối vào các cái đầu nguồn nước. Đấy, các cái đầu vòi khác cũng rất là ok luôn. Giá thì sẽ là 50.000 nhá. Van xả một đầu 50.000. Giá thanh lý cực kỳ tốt cho các bác luôn. Tiếp theo thì em lên cho các bác cái sản phẩm đó là cái keo dán tôn nhá. Đấy, keo dán tôn. Con này thì các bác dùng để mình dán lên các bề mặt mà mái tôn, mái ngói rồi bờ rô rồi các kia tấm lập mà nó bị dạng như là bị nứt, bị thấm rột thì các bác dán cho em.
lên cho em là keo dán tôn nhá, lên cho em là keo 10 nhá. Keo 10, giá thì sẽ là 40k cho một cuộn keo dán tôn 10 như này. Keo 10, giá sẽ là 40.000. Bản của nó thì 10 cm và chiều dài thì khoảng là 5m nhá, chiều dài khoảng 5m. Để các bác chuyên để dán tôn rất là ok luôn. Keo 10. Tiếp theo thì em lên cho bác cái bộ lưỡi kem. Bộ này thì sẽ bao gồm cho các bác là trên dưới 30 lưỡi. Đấy, nó vào khoảng là 30 lưỡi. Đấy, bao gồm là 30 lưỡi cạo, lưỡi kép. Đấy, có cho các bác là 30 lưỡi kép này, một bàn cạo và một lọ kem luôn. Đấy, combo cho các bác như này. 30 lưỡi, một bàn cạo, một lọ kem, lưỡi của nó là lưỡi kép nhá. Bộ hai lưỡi kép như này. Giá thanh lý cho các bác chỉ còn cho các bác là đi 60.000 thôi. 60.000. Đợt này về cho các bác giá chỉ còn là 55.000 nhá. Đấy. Cho một bộ lưỡi kem như này, lên theo là bộ lưỡi kem, giá sẽ là 55k nhá, 55.000 cho bộ lưỡi kem này thôi. Tiếp theo thì em về cho các bác cái sản phẩm, nó là cái bảng tô. Đấy, bảng tô nhá. Con này thì các bác dùng cho trẻ em nhà mình học tập rất là tuyệt vời luôn, tránh xa điện thoại máy tính bảng này. Đấy, lên theo là bảng tô, giá sẽ là 40.000 thôi. Lên theo là bảng tô, ở đây nó sẽ có nút khóa, các bác mở cái khóa ra cho em này, mở khóa ra cho em, sau đó thì các bác bật lên. Ở đây. Đấy, lên cho em là bảng tô nhá. Bảng tô. Đấy, giá sẽ là 40k, 40.000 một chiếc. Các bác có thể mua về để cho các em nhà mình nó học hành tránh xa điện thoại máy tính bảng. Đấy, các bác xem kênh đừng quên cho em xin một nút like nhá, một nút like, một nút đăng ký kênh. Đó. Đây, rất tiện luôn. Tô vẽ thoải mái luôn. Giá sẽ là 40k, 40.000. Rồi ok. Các bác xem kênh đừng quên cho em xin một nút like nhá. Chào các bác xem kênh đừng quên cho em xin một nút like, một nút đăng ký kênh và chia sẻ kênh giúp cho em. Mã sản phẩm đầu tiên lên cho bác đó là mùa hè rất là nóng bức và các bác nên mua cho mình một cái quạt xanh như này nhá. Quạt xanh tích điện, giá thì chỉ có 55.000 cho một con quạt xanh tích điện như này thôi. Có kèm cho các bác một cái cáp sạc này. Đó. Con này thì 55.000 và nó rất là tiện ích nhá. Các bác đề phòng khi mình mất điện này. Đấy. Đề phòng khi mình mất điện hoặc là nói chung là đa di năng luôn. Đây. Nó có công tác có 3 số luôn. 1 2 3 này. Đấy, 1 2 3, nó sẽ có 3 số như này. Đấy, và các bác có thể nâng lên tụt xuống này. Đấy, nâng lên tụt xuống rất là ngon luôn. Đó, và ngoài ra thì các bác có thể là gấp gọn như này, gấp gọn này. Rất là tiện luôn. Đó. Giá của nó sẽ là 55k nhá. Công tắc tắt vào từ đây. Đó. Lên mã giúp cho em đó là quạt xanh, giá sẽ là 55.000 nhá. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái bật lửa Zippo thì nó sẽ có cho các bác là hai màu nhá, màu vàng và màu bạc như này. Màu vàng và màu bạc như này. Hàng của Mỹ, USA này. USA, hàng của Mỹ nhá. Made in USA các bạn này. Đó, made in USA, hàng của Mỹ. Đó, bật lửa Zippo cực kỳ là ngon luôn. Con này thì giá bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 95.000 nhá. 95k. Đó. 95k cho con bật lửa Zippo như này. Giá thanh lý cực rẻ luôn. Tiếp theo thì em lên cho bác cái bếp ga mini nhá. Bếp ga mini 100.000. Đó. 100.000 thì bếp ga mini như này, các bác dùng thì mình mang đi du lịch đi phượt này. Đấy, rất là tiện ích luôn. Đấy. Đấy, đi du lịch đi phượt rất là đẹp nhá. Đó, các cái phần kết nối đều bằng đồng hết này, kết nối ga bằng đồng hết. Đây là cái phần chân đế của nó này. Đó, chân đế của nó đây, rất tuyệt vời luôn. Giá của nó sẽ là 100k nhá. Lên cho em là bếp ga mini, giá sẽ là 100.000 nhá. 100.000 cho con bếp ga mini như này, nhỏ gọn tiện lợi, đánh lửa tự động nhá, đánh lửa tự động 100.000. Tiếp theo thì em lên cho bác cái sản phẩm đó là cái con bếp ga đơn nhá. Con này thì giá của nó sẽ là 190.000. 190.000 cho con bếp ga đơn như này. Con này thì cũng rất là tiện này. Đấy, đánh lửa tự động này. Đấy. Lắp bình ga vào đây cho em. Đó. Rất là dày dẫn chắc chắn nhá, rất dày dẫn chắc chắn. Thì con này các bác có thể dùng để mình đun ở phòng trọ này, đun ở nhà này, rồi nói chung là ăn lẩu ăn liếc được. Nhà bác nào mà hay ăn lẩu dùng bếp ga. Đấy, nguồn điện yếu dùng bếp ga thì mua con này cho em. Bếp ga đơn 190.000. Tiếp theo thì em lên cho bác cái sản phẩm đó là cái nước hoa khô. Giá của nó sẽ là 30.000 nhá. Đây sẽ là một cái dòng nước hoa Nhật cực kỳ thơm luôn. Đấy. Nước hoa Nhật cực kỳ là thơm nhá. Bên em thanh lý được trong các cái hệ thống siêu thị, cái giá của nó rất là hạt rẻ luôn các bạn. Giá rất hạt rẻ luôn, chỉ có 30k cho một cái 30k trong cái hộp nước hoa này thôi. Đấy. Giá rất hạt rẻ, giá rất tốt để trân trọng gửi tới các bác này. Đấy. 30k trong một hộp bao gồm là 4 hộp nhỏ bên trong. Đấy, nó sẽ có 4 hộp nhỏ bên trong như này các bác này. Đấy. Và nó thuộc dòng là sáp khô như này.
sáp khô này các bác này. Đấy. Các bác có thể bôi trực tiếp lên tay này này. Đấy. Đây. Rất thơm luôn nhá. Lên tay, lên nói chung là lên đâu cũng được, rất là tiện. Đấy, nước hoa khô nhá. Giá thì rất hợp lý nhá. Đấy, đẩy ra này mình bôi sập vào này. 30.000 cho 4 hộp nước hoa thơm như này nhá. Đấy. Lên cho em đó là nước hoa khô nhá. Giá sẽ là 30k cho một hộp như này. 30k cho một hộp nước hoa thơm này thôi nhá. 30.000. Tiếp theo thì em lên cho bác cái lọ xịt xịt bếp nhá. Đấy, cái này để các bác xịt bếp này. Đấy, khi các bác xịt ra thì nó sẽ là dạng kem trắng như này các bác này. Đấy, kem trắng như này thì giúp cho các bác là tẩy rửa vệ sinh bếp, nhà tắm, nhà vệ sinh, toilet rất là tốt luôn. Đấy, đặc biệt là bếp nhá, các vết dầu mỡ, vết bám nhá. Giá thì sẽ là 50k cho một lọ xịt bếp như này nhá. Đấy, giá của nó sẽ là 50k. Lên cho em là xịt bếp, giá sẽ là 50.000, chuyên tẩy dầu mỡ các thứ luôn. Tiếp theo thì em lên cho bác cái sản phẩm đó là cái cọ nồi nhá. Các bác lên cho em là cọ nồi thì con này dùng rất là tiện. Thứ nhất là không bị bong các cái phần dây thép ra nó ảnh hưởng nhá. Thứ hai các bác dùng để mình chà cọ kỳ rửa, không cần phải động tay vào xà bông nhá. Và các bác có thể cho xà bông trực tiếp vào đây luôn. Đấy, kỳ cọ đánh rửa cho trực tiếp vào đây dùng rất tiện. Giá sẽ là 15k thôi, 15k trong cái cọ nồi như này. Lên cho em là cọ nồi 15k. Tiếp theo thì em lên cho bác cái sản phẩm đó là cái máy hút thổi bụi nhá. Con này thì nó sẽ là chạy bằng điện, công suất của nó sẽ là 1000W luôn. Đấy, 1000W, con này chạy cực kỳ khỏe luôn. Đây, con này thì dùng thì thôi rồi luôn các bác nhá, dùng rất là đã luôn, cả hút cả thổi luôn. Giá sẽ là 260.000 đó. 260.000 cho con hút thổi bụi như này thôi, giá sẽ là 260.000 các bác nhá. Tiếp theo thì hôm nay bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái viên thuốc dán nhá. Đấy, các bác lên cho em là hộp thuốc dán, một hộp này của nó là 12 viên. Đấy, đây nó sẽ có cái hộp bên trong này, nó là dòng, cái này nó là dòng viên này, nó là viên viên một hộp như này, và viên của nó là viên thuốc sinh học nhá, cực kỳ là an toàn luôn đó, và không không độc hại nhá. Đấy, một hộp này là 12 viên và giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 50.000, 50k trong hộp cái này. Hàng nội địa của Nhật, made in Japan luôn nhá, made in Japan, hàng nội địa của Nhật luôn đó, thuốc dán toàn chữ Nhật hết này. Cái này nó sẽ diệt là dán mẹ, dán con này, tổ dán này, rồi trứng dán luôn nhá. Đấy, đầy đủ luôn. Đấy, các loại dán luôn. Tiếp theo thì em lên cho bác cái sản phẩm đó là cái đèn phễu nhá. Giá thì chỉ có 95.000 trong con đèn phễu này thôi, siêu sáng luôn, có dây đeo này, có cáp sạc này, và có báo pin này, có báo pin, có sạc ra cho điện thoại, đầy đủ luôn. Đấy, rất sáng các bác này. Đó, rất sáng luôn. Đây. Đây các bác quan sát này. 95.000 một con đèn sáng kinh khủng luôn. Đó, có 3 chế độ nhá. Đó, sáng mạnh, sáng vừa này, và nhấp nháy này. Sáng lắm các bác. Đấy. Rất sáng luôn nhá. Giá của nó sẽ là 95.000. 95.000 cho con đèn phễu này thôi. Lên xem là đèn phễu giá sẽ là 95k nhá. 95k cho con đèn phễu như này. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái đèn dây sạc nhanh nhá. Hàng của iPhone sẽ bao gồm cho các bác là một dây. Đấy, một dây và một củ như này. Một dây và một củ như này. Hàng của iPhone dùng để sạc nhanh nhá. Dây sạc nhanh iPhone. Giá thì siêu rẻ đâu. Chỉ có 60.000 thôi. 60.000 cho một cái dây sạc nhanh iPhone như này nhá. Lên cho em là dây sạc nhanh iPhone, giá sẽ là 60k nhá, 60.000. Tiếp theo thì em về cho bác cái ép tỏi này. Con này thì dùng rất là tiện rồi. Hàng thương hiệu Winling của Đức, hai hình người, inox 304. Đây. Đấy, các bác cho tỏi, cho hành vào đây, mình chỉ cần ép phát này là nó sẽ ra đầu này luôn. Rất là tiện luôn. Ép tỏi giá của nó sẽ là đi 100k cho con ép tỏi như này, 100.000 cho con ép tỏi này nhá, 100.000. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái kẹo sâm Hàn Quốc này. Kẹo sâm Hàn Quốc này, một bịch này của nó thì sẽ là 5 lạng. Giá sẽ là 90k cho một gói kẹo sâm Hàn Quốc này. Hàng của thương hiệu Hàn Quốc, made in Korea. Đó. Nguyên 100% là sâm tự nhiên. Dùng thì cực kỳ là thơm luôn. Đấy, tập đoàn Samsung này. Đó. 100% Hàn Quốc chính hãng nhá. Đấy. Giá thì cực kỳ hợp lý, chỉ có cho các bác là đi 90.000 thôi. Đấy. Rất chất lượng luôn. Đó, hàng nguyên đai nguyên kiện như này. Korea.
Đây, Korea, made in Korea, 90k cho một gói như này nhá. Tiếp theo thì em lên cho bác cái sản phẩm, đó là cái súng xịt rửa xe nhá, súng xịt rửa xe. Đây là cái đầu lắp của nó này, về nhà các bác kết nối vào này. Đấy, và đây là cái đầu súng này. Và các bác xoáy cái này thì nó sẽ ra nhá. Súng xịt rửa xe 150k. 150k thì cái súng xịt rửa xe như này các bác nhá. Đó. Tiếp theo thì em lên cho bác cái sản phẩm, đó là cái bình nhiệt quân đội Mỹ nhá, dung tích là 1,5 lít. Đó. Bình nhiệt quân đội Mỹ nha, màu rất đẹp luôn. Bên shop về thì nó sẽ có mấy màu, màu xanh, màu đỏ, các màu luôn. Hàng quân đội Mỹ, dung tích là 1,5 lít. Inox 304, giữ nóng 24 giờ, giữ lạnh 24 giờ. Cái nắp này dùng để làm cốc uống nước được luôn. Đó. Rất chất lượng nha. Bình nhiệt quân đội Mỹ. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá cực kỳ ưu đãi luôn. Bình nhiệt quân đội Mỹ như này, giá của nó sẽ là 190.000 nha. 190.000. Bình nhiệt quân đội Mỹ 190.000. Tiếp theo thì lên cho bác cái mã đài FM, 260.000 cho cái đài FM như này. Con này thì bên em bán rất là nhiều rồi. Đấy, nó sẽ làm con đài rất là ngon luôn. Đấy, cho em chế độ FM như này nhá. Sau đó thì bật lên này. Đấy. Đấy. Đấy, các bác chỉ cần là dò tần sóng này này. Đấy. Rất là tiện luôn nhá. Giá thì rất hợp lý các bác nhá, chỉ có cho các bác là đi một con đài FM này 260.000 thôi. Đây các bác này. Đấy. Hàng thì sẽ là hàng của Nhật, made in Japan này. Đó, made in Japan này. Đó, có pin, có cáp sạc đằng sau đầy đủ này. Đó, hàng nội địa của Nhật, made in Japan nhá. Đó. Hỗ trợ hạn chế quá trình lão hóa từ khi sử dụng sản phẩm đã luôn. Đấy, các bác dò đây xem này. Đó. Rất tiện ích luôn. Con này thì ngoài chức năng là đài FM này, nó còn có các cái chức năng khác như là các bác có thể bắt MP3 để nghe nhạc, rất ok đấy, và Bluetooth này, kết nối này, đấy, kết nối các cái jack nữa này, và có đồng hồ này, có đồng hồ. Về có đồng hồ, các bác chạy đồng hồ thì tháo cho em cái lót này ra. Đó, đẩy lên xuống là đồng hồ chạy, tiện ích lắm. Đó, rất đa di năng luôn nhá. Đây, điều khiển đồng hồ ở đây này. Đó, chỉnh giờ đằng sau này, rất tiện luôn. 260.000 lên cho em là đài FM nhá. 260.000 một con đài FM này. Được, ok. Hello, chào các bác quay trở lại với shop Phạm Huấn nhá. Đó, các cái mẫu hàng của bên em. Thì hôm nay bên shop tiếp tục về cho các bác cái lô ghế câu, thì nó có hai mẫu. Đấy, con này là ghế không tựa này. Ghế không tựa này thì giá của nó chỉ có 70k thôi. Chiều cao khoảng 25 và rộng khoảng 25 nhá. Đấy, còn con này thì có tựa này. Chiều cao phần tựa này sẽ là 70 này. Cao phần tựa là 70. Và cái phần ghế để ngồi này thì bản ghế này là 40-60 nhá, rất là rộng luôn. Tay các thứ các bác có thể tì đè thoải mái cho em luôn, rất rộng rãi các bác này. Đó. Đây các bác chân này, đấy em bây giờ em rung rinh cho bác xem nhá, rung linh đánh đu các bác này. Đấy các bác thấy không? Nó là cái hệ chân đai chéo như kiểu đai gọng vó như này, cho nên nó rất chắc luôn, và gấp vào nó rất là gọn, gấp vào nó rất là gọn. Đây, khi các bác gấp vào thì nó chỉ như một cái túi này thôi. Đây các bác có thể xách đi du lịch, đi phượt, đi chơi bài các thứ này. Đấy, con này thì các bác lên cho em là ghế tựa nhá. Giá của nó sẽ là 260.000. Nó sẽ có cho các bác là hai màu, có quai sách chiếc như này. Rồi ok. Đấy, quai sách có túi này. Đằng sau thì nó sẽ có cho các bác là một con túi chống nước như này nhá, một con túi chống nước như này. Và bên hông này thì sẽ có cho các bác là một cái túi để các bác đựng điện thoại, giấy tờ này. Đấy, đằng sau này là một con túi chống nước nhá. Túi chống nước đây. Các bác bỏ giấy tờ, bỏ các thứ vào đây, mình gấp vào là nó sẽ chống nước cho các bác này, gấp vào chống nước luôn. Đó. Thì con này thì nó sẽ là ghế tựa nhá. Ghế tựa là 260.000, còn ghế không tựa này sẽ là 70.000 thôi. 70.000 cho con ghế không tựa như này. Con này thì chiều rộng của nó là vào khoảng là 25 gần 30 nhá. Đấy, và cao của nó cũng tầm tầm đấy. Còn con này thì cao 70. Ghế ngồi rộng, đẹp, ngon lành cho các bác luôn. Giá thì rất hợp lý các bác nhá. Đấy, các bác lên cho em là ghế tựa là 260.000, còn ghế không tựa đây là 70.000. Rồi ok. Con ghế tựa này bên em có hai màu nhá. Một cái là màu xanh, cái là màu đen. Đấy, còn cái con ghế không tựa này thì chỉ có cái màu lá như này thôi. Đấy, ghế không tựa. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái mẫu đèn này. Đấy, đầu tiên là cái đèn nấm này, đèn nấm. Con này thì giá của nó sẽ là 25.000. Nó là đèn ngủ cảm biến nhá, hình cây nấm. Đèn ngủ cảm biến hình cây nấm, ban đêm thì nó sẽ tự sáng và ban ngày nó tự tắt. Đây em sẽ che cái cảm biến này đi này, là nó sẽ sáng này, các bác thấy không? Đó, đây cái mắt cảm biến của nó đây. Đó, thì con này là 25.000 nhá, lên cho em là đèn nấm 25.000. Tiếp theo thì em về cho các bác cái mẫu đèn, đó là một cái loại một cái mẫu đèn các bác lên cho em là đèn ngủ đuổi muỗi nhá. Đấy, con này thì vừa là đèn ngủ vừa có tính năng đuổi muỗi luôn. Đấy, thì các bác chỉ cần cắm điện vào này cho em, cắm điện vào này cho em này. Đấy, bật lên thì nó sẽ có tính năng là đèn ngủ và vừa tính năng đuổi muỗi luôn.
Đấy, cũng là một cái mẫu rất là thịnh hành nhá, và bên em bán nó rất là tốt luôn, rất nhiều người dùng. Đèn ngủ đuổi muỗi giá sẽ là 45k nhá, 45.000 cho con đèn ngủ đuổi muỗi như này. Tiếp theo thì bên shop về cho bác dòng sản phẩm đó là cái mẫu đèn LED mini nhá. Đèn LED mini con này thì rất nhỏ gọn này. Đấy, công suất của nó thì vào khoảng là 3W nhá. Công suất của nó vào khoảng là 3W, rất nhỏ gọn luôn, có công tắc như này. Đấy, lúc nào các bác thích dùng thì các bác dùng, không dùng thì các bác tắt đi, nó rất là tiện. Và nó cắm trực tiếp này luôn, các bác này. Đấy. Giá của nó thì rất tốt cho các bác luôn nhá. Công suất của nó là 3W nhưng mà khá là sáng, thì các bác dùng ban đêm nó rất là tiện này. Đấy, các bác có thể cắm ở cổng, ở cửa, hoặc các khu vực nào mình cần lấy sáng, hoặc là khu vực nhà tắm, nhà vệ sinh, toilet, hoặc là hành lang. Đấy, thì các bác dùng con này cho em. Công suất của nó là 3W và nó sẽ có công tắc như này. Thích thì dùng, không thích thì mình tắt đi, nó rất là tiện luôn nhá. Đấy, lên mã giúp cho em đó là đèn LED mini nhá. Các bác lên cho em là đèn LED mini, giá thì chỉ có cho các bác là 20 cành thôi. Đó, đèn LED này, đèn LED mini nhá. Đèn LED mini giá sẽ là 20k cho một con đèn LED mini như này. Giá thì 20.000 các bác nhá. Đấy, đây. Tính ứng dụng rất là cao luôn, về nhà các bác không cần phải đui đúng gì cả. Đấy, nó có làm con bóng đèn LED mini này, cắm ổ điện là bật thôi. Đấy, các cái không gian nào mà mình cần phải chiếu sáng liên tục mà tiết kiệm điện nhá. Công suất của nó chỉ có 3W thôi. Công suất của nó là 3W thì các bác nhá. Đấy, công suất của nó là 3W cho nên dùng nó rất là tiện. Đấy, ánh sáng LED dùng trong nhà cực kỳ tiết kiệm điện luôn, công suất là 3W nhá. Ngoài ra thì bên shop có cho các bác cái bóng đèn 3W nhá. Bóng đèn 3W sử dụng điện 220V. Các bác lên cho em là bóng đèn 3W, con này thì giá của nó sẽ là 10k nhá. 10k cho một quả bóng đèn 3W như này. Bóng đèn 3W giá sẽ là 10.000, 10.000 các bác nhá. Đấy. Còn con này thì nó sẽ là đèn LED mini nhá, đèn LED mini 20.000. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái các bác lên mã giúp cho em đó là dây bóng nhá. Các bác lên cho em là dây bóng, tại vì cái dây này nó có cả đuôi cả bóng luôn. Có cả đuôi cả bóng luôn. À, cả đuôi, tức là nó có sẵn cả đuôi luôn không nhá. Đấy, nó dây nó có sẵn cả đuôi luôn, cho nên bên em lên nó là dây bóng nhá. Đấy, lên cho em là dây bóng. Thì nó có cái dòng 4m. Đấy, một dòng là 4m và một dòng là gần 7m, một dòng là 4m. Đây, một dòng là 4m và một dòng là gần 7m các bác nhá. Đấy. Dòng ngắn thì là 4m và dòng dài là gần 7m. Thì cái số có hai mẫu như vậy, thì các bác muốn lấy mẫu nào thì lấy. Dây thì nó là một cái dòng dây kèm sẵn đuôi và công tắc luôn. Đây, đấy, ví dụ như cái này là 4m này. 4m này. Có sẵn đuôi và công tắc luôn nhá. Có sẵn đuôi công tắc luôn. Đây, công tắc này về nhà các bác chỉ cần bắt cái bóng đèn vào đây cho em. Đây. Đấy, em sẽ thử cho các bác xem luôn nhá. Đây. Ví dụ là em bắt cái quả bóng 3W vào đây này, bắt quả bóng 3W vào đây. Đó. Thì cái này các bác dùng được từ công suất là khoảng bóng từ 100W trở về là ok. Đấy, bóng 100W trở về là ok các bác nhá. Đấy. Dây thì dài là khoảng 3m rồi. Dây dài là khoảng 4m rồi. Cắm điện vào cho em này. Đấy. Sau đó thì các bác bật công tắc lên này. Đấy, các bác thấy không? Có công tắc luôn. Các bác cứ cắm điện trực tiếp như này. Đấy, thích thì mình bật công tắc như này thôi, rất tiện ích nhá. Đó. Tắt đi bật lên, rất tiện luôn. Đó, tắt đi bật lên này, rất tiện luôn. Các bác thấy không? Rất tiện nhá. Đó, thấy chưa? Rất tiện luôn. Đấy, có công tắc như này. Lên mã giúp cho em đó là dây bóng nhá, dây bóng. Thì có cái dòng là cái dòng 4m này của nó, thì dòng 4m này thì bên shop bán cho bác với giá đó là 50k nhá. 50k cho một cái dây bóng 4m như này. Đấy. Còn cái dòng 5m thì giá của nó sẽ là 60.000 nhá. Đấy, dòng 5m của nó sẽ là 60.000. Đấy. Dòng 5m à, dòng gần 7m nhá, gần 7m cứ gọi cho là trên 6m đi. Đấy, trên 6m của nó sẽ là 60k nhá, 60k. Đó. Của nó thì nó vào gần 7m đấy nhá, gần 7m, giá sẽ là 60.000. Còn cái dòng mà gần 4m này thì giá của nó sẽ là 50.000 nhá. Giá của nó sẽ là 50.000. Đó, thì bên shop có hai mẫu như vậy. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái con dao gấp mini như này nhá. Đấy. Khi mở ra thì chiều dài của nó vào khoảng là 15 cm, và khi gấp vào thì nó vào khoảng là 7 cm như này. Hàng siêu bén cho bác luôn và có lẫy cài này. Các bác có thể cài vào ví dụ như là cài vào thắt lưng này hoặc cài vào đâu cũng được. Đấy, rất là tiện luôn. Đó. Và đây là một con dao gấp rất là gọn gàng nhá. Các bác có thể mang đi du lịch này, đi phượt này. Đấy. Các bác lên cho em là dao gấp nhá. Con này thì giá rất hợp lý cho các bác luôn. Các bác lên cho em là dao gấp nhá. Con này thì giá cực kỳ hợp lý cho các bác luôn. Giá chỉ có cho các bác là 25.000 trong con dao gấp như này thôi. Lên mã giúp cho em đó là dao gấp nhá. Dao gấp giá sẽ là 25.000. Hàng siêu đẹp cho các bác luôn. Đây, không dùng nữa các bác, gấp gọn này cho em này. Gấp gọn như này các bác này. Rất tiện ích luôn, rồi mình có thể cài vào. Thép không gỉ, dao cực kỳ sắc bén luôn. Đấy, dao rất là bén các bác nhá. Dao rất là bén, gấp gọn được luôn. Các bác có thể đeo vào móc khóa này để mình gọt hoa quả này, hoặc là đi rừng đi phượt này, chiết cây chiết cành đều ok. Lên cho em là dao gấp nhá. Dao gấp giá của nó sẽ là, dao gấp này giá của nó sẽ là đi
25k trong con dao gấp này thôi, 25.000. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái công tắc quạt nhá, công tắc quạt từ xa. Đấy, điều khiển quạt từ xa thì về nhà các bác có thể lắp vào hết các cái dòng quạt điện này. Đấy, quạt phun sương, quạt hơi nước này và các cái loại quạt cây, quạt kiếc đều ok hết nhá. Ở đây thì nó sẽ có cho các bác là một cái bản mạch như này. Một cái bản mạch như này thì về nhà các bác lên YouTube các bác gõ cho em là cách lắp công điều khiển quạt từ xa nhá, là nó sẽ có thôi. Bàn phím của nó thì nó sẽ là tiếng Việt như này, rất dễ sử dụng này. Về nhà các bác chỉ cần là cắt cái mạch của các cái hệ thống công tắc cũ ra, đấu con này vào cho em, đó là mình sử dụng thôi, rất tiện ích nhá. Và cái giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá rất là tốt luôn. Các bác lên mã giúp cho em đó là điều khiển quạt nhá, điều khiển quạt, tên đơn giản vậy thôi. Đây nó có các cái sơ đồ đấu nối này. Về nhà các bác có thể đấu nối theo cái sơ đồ này cho em, hoặc là mình về mình xem trên YouTube rồi mình đấu nối rất là dễ dàng thôi nhá. Lên cho em là điều khiển quạt nhá. Điều khiển quạt này, giá của nó sẽ là 50k nhá. 50k cho một cái bộ điều khiển quạt như này. Giá chỉ có 50k anh thôi. Đấy, rất tiện ích nhá. Combo cho bác là một bản mạch. Đấy, các bác đấu nối như này cho em, cái này rất dễ đấu nối vô cùng luôn. Đấy, nó sẽ xeo các cái số của quạt như này và mình đấu vào cái nguồn này thôi. Đấy, rất đơn giản vậy thôi. Các bác cấp nguồn và sau đó đấu theo số của quạt như này là xong nhá. Đấy, một bộ này thì bên em đang bán là 49k nhá. Đấy, bên em đang bán 49 50.000 đây này. Số nhu cầu của các bác thì bên em cũng đã dặn nhà sản xuất là in bằng tiếng Việt để sơ đồ đấu nối cho các bác rồi. Đấy, đầu tiên là 3 dây số của quạt thì các bác đấu vào chân 1, 2 và 3 được chưa? 2 dây này 2 dây nguồn vào. Thì sau đây em sẽ hướng dẫn đấu nối cho các bác luôn này. Đầu tiên thì các bác cứ mặc định là bác cứ cắt quạt ra đấy, cắt quạt ra thì có 3 cái dây số được chưa? Để các bác đấu vào chân 1, số 1, số 2 và số 3 cho em. Là ok nhá. Để mặc định là cứ tháo quạt ra là các bác đấu luôn. Đấy, có sẵn 3 cái số quạt của quạt rồi, bác phải đấu luôn vào số 1, số 2 và số 3 cho em. Là mặc định nhá. Mặc định là 3 cái dây số của quạt là các bác đấu vào chân 1, 2, 3 cho em là ok. Đấy, 3 dây số 1, 2, 3 nhá. Các bác đấu vào cái chân mạch đi em. Đấu vào chân 1, 2, 3 trước. Rồi. Con này thì nó không có cái tốc năng điện ạ. Thì mình bỏ được cái chân FV kép nhá. Các bác bỏ cho em cái chân FV kép đi ạ. Thì mình lấy tốc năng cơ thôi. Thì dùng điều khiển bằng cơ được chưa ạ. Đấy, còn bác nào mà mua thêm tốc năng điện thì liên hệ với em. Bước tiếp theo thì mình đây. Ở cái dây này thì các bác lấy nguồn điện vào nhá. Nguồn điện vào thì chân nóng qua chân nguội đấy. Đấy, nguồn điện vào thì mình đấu luôn vào cái chân nó thấp vào chân nó cao này, này cho em nhé. Đấy, pha nóng và pha mát mình nó không phân biệt đâu ạ. Đấy thì các bác đấu luôn cho em vào đây. Là hai dây này là hai dây nguồn điện vào nhé. Tiếp theo là bác lấy nguồn điện từ tụ điện về. Thì bác lấy trên một dây nhiều quạt thì mình cắt ra thì nó có một dây nó kéo vào về đây rồi. Từ trên xuống còn quạt này thì không có thì mình trích một dây ra cho em như này. Thì mình lấy dây này dây của tụ nhé. Đấy, dây này dây của tụ mình phải trích ra nhé. Chứ nhiều bác cắt đi là nó sẽ nổ đấy ạ. Thì cấp nguồn cho động cơ mình phải cấp cả hai dây chứ, được chưa? Đây là cái mắt thần nhá, mắt thần thì bác để ra ngoài quạt cho em như này. Đấy, được chưa? Đấy, thì em sẽ cắm lên đây như này. Và em sẽ vào em test cho các bác xem nhé. Đấy, em sẽ để ở đây. Đấy, cái mắt thần này bác để đây cho em. Đấy, sau đó mình sẽ cấp nguồn điện cho nó này. Đấy, cấp nguồn này. Đấy, sau đó mình bật tắt cho nó nhá các bác nhá. Đây, em sẽ bật tắt này. Đấy, được chưa? Đấy, lúc này rút mạnh hơn này. Đấy, mạnh hơn nữa này. Đấy, tắt cho các bác nhé. Đấy, rất là ok, các bác mua hàng thì liên hệ bên em. Đó, đây có cái video đấu nối nhá, hoặc các bác có thể lên TikTok mình xem trực tiếp nhá. Đấy, các bác có thể lên trực tiếp TikTok mình xem đấu nối cho em. Đây nó sẽ có chân 1 2 3 là ba cái số của nó này. Đấy, còn cái SV kép này là cái túc năng thì các bác bỏ qua. Đấy. Còn lại thì các bác cấp nguồn vào đây cho em. Nóng lạnh thì các bác cấp dây nào cũng được, nó không quan trọng dây nóng dây lạnh. Sau đó thì các bác cấp một cái nguồn nữa của cái quạt vào đây là xong. Và đây là cái mắt thần các bác để lên trên này. Sau đó thì mình dùng điều khiển đây các bác nhá. Đấy, 50 cành thôi mà các bác đã có một cái bộ quạt điều khiển từ xa rồi thì các bác rất nên sử dụng nhá. Giá cả thì rất là hợp lý cho các bác luôn. Đấy, bên shop họ cũng đang bán là 49-50.000 đấy. Bên em bán cũng giá hợp lý cho các bác luôn. Rồi, ok. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái ấm siêu tốc Hàn Quốc nhá. Ấm siêu tốc Hàn Quốc. Giá thì chỉ có 130 cành thôi. 130 cành cho một con ấm siêu tốc Hàn Quốc như này. Đấy. Con này thì vỏ bằng nhựa và bên trong của nó thì bằng inox 304. Inox 304 sáng bóng đẹp. Đấy. Inox 304 sáng bóng đẹp, hàng thương hiệu Cuckoo của Hàn Quốc nhá. Đó. Giá chỉ có 130 cành thôi, dung tích là 2,5 lít các bác nhá. Lên thì em là ấm siêu tốc Hàn Quốc, giá là 130.000. Ấm siêu tốc Hàn Quốc nhá, 130 cành. Tiếp theo thì bên shop về cho bác dòng sản phẩm đó là cái đế nóng nhá, đế nóng. Con này thì các bác có thể để ấm thủy tinh này rồi xoong nồi các kiểu con này điểu lên được hết nhá. Ấm thủy tinh xoong nồi các kiểu con này điểu lên được hết để mình giữ nóng này, mình pha trà
pha cà phê hoặc là các bác có thể đun nấu thoải mái luôn. Đây, đường kính của nó thì nó vào khoảng là từ 8 đến 10 cm như này. Và có công tắc đây nhá, có công tắc có số 1, số 2, số 3. Khi các bác bật lên là nó sẽ có dơ le. Và độ nóng của nó rất là nhanh luôn, sử dụng điện 220V. Đấy các bác này, đấy. Đấy, các bác chỉ cần bật cái này lên cho em này. Đấy là đèn báo lên này. Đấy, cho số lên là đèn lên nhá. Đấy, on up này, cho số lên là đèn lên thôi. Đèn lên sau đó thì các bác sử dụng thôi. Đây, đèn báo lên này các bác này. Đấy, đèn nháy đây. Và nóng ngay các bạn, nó nóng ngay luôn. Thì rất là tiện nhá, nó là một cái dòng mâm gang thôi. Một cái dòng mâm gang cực kỳ là an toàn luôn. Đấy, em vừa cắm có mấy giây mà nó đã nóng rồi. Thì các bác có thể đặt xong nồi các thứ lên đây đun nấu thoải mái, mang đi du lịch, đi học, đi phượt, đi làm đều ok. Đấy, ví dụ như là mình cần phải đun nấu ngay thì dùng cho em cái này cho em. Đó. Lên cho em là đế nóng nhá. Đế nóng giá của nó sẽ là 130 cành thôi. 130k cho con đế nóng như này. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái kích điện 220 nhá, kích điện 220. Đấy. Giá thì sẽ là một các bác lên cho em là kích điện nhá. Con này giá sẽ là 175.000, các bác kẹp vào áp quy cho em. Dương, âm. Đấy, dương là màu đỏ, âm là màu đen. Nó sẽ kích cho các bác lên điện 220V luôn. Có công tắc ở đây. Có cho các bác là hai chân USB này, hai chân cắm USB nhá. Và có cho các bác là một cục nguồn như này, một cái chân nguồn như này để các bác cắm trực tiếp. Mình sử dụng quạt rồi các thiết bị khác đều ok hết nhá. Giá thì sẽ là 175.000. Lên cho em là kích điện 220, nhà các bác có áp quy 12/24 đều dùng được cả nhá. 12/24 đều dùng được cả, rất tiện cho các bác luôn. Đây, 12/24 đều dùng được hết nhá. Lên mã giúp cho em đó là kích điện nhá. Kích điện giá của nó sẽ là 175k cho một con kích điện như này, 175.000 cho một con kích điện như này nhá. Đó, rất tiện ích cho các bác sử dụng luôn. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái cục lọc nước nhá. Đấy, nguồn nước nhà các bác bị bẩn, bị ô nhiễm này. Đấy thì các bác có thể lọc qua để mình sử dụng này. Một là lọc qua để sử dụng trực tiếp, hai là lọc qua máy giặt này, ba là lọc qua bình nóng lạnh này để đảm bảo an toàn. Thì con này lõi của nó bằng inox như này. Các bác có thể dùng sau đó thì mình lại tháo ra, mình vệ sinh được, tháo ra mình vệ sinh rửa giấy đi, sau đó thì mình lại lắp tiếp vào. Thì nó rất là tiện ích luôn. Lên mã giúp cho em đó là cục lọc nhá, cục lọc. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là, các bác lên cho em là lọc nước nhá. Lọc nước giá của nó sẽ là 50k nhá. Lọc nước 50.000. Ngoài ra thì bên shop về cho bác dòng sản phẩm đó là cái phao nước đây, phao cơ như này. Lên mã giúp cho em là phao nước nhá. Đấy, con này thì rất là tiện, bây giờ không ai người ta dùng cái phao cơ gậy gậy như này nữa, dùng nó vừa kêu nó vừa rít vừa khó chịu nhá. Mà ngoài ra thì nó không an toàn, thì con này thì dùng rất là an toàn luôn. Nước ngập 1 cm như này thì phao sẽ tự đóng, rất tiện luôn. Giá sẽ là 70k nhá, 70.000. Lên mã giúp cho em đó là phao nước, giá sẽ là 70k nhá. Phao nước này, lên cho em là phao nước, giá sẽ là 70.000 nhá. 70k cho một con phao nước như này. Rồi ok. Hello, chào các bác quay trở lại với số Phạm Huấn nhá. Đơn hàng từ 200.000 trở lên bên em sẽ bao ship, bên em thì ship code toàn quốc, các bác nhận hàng kiểm tra thanh toán giúp cho em. Mã sản phẩm đầu tiên đó là bên shop tiếp tục về cho các bác cái sản phẩm đó là cái chai xịt RP7 nhá, xịt RP7. Hàng này thì nó sẽ là hàng cỡ to, hàng cỡ đại, bỏ anh cái biển đó. Giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 50.000 nhá, 50k. Đó. Hàng này là cỡ to, dung tích của nó là 350g và tổng là 493ml các bác nhá. Lên mã giúp cho em đó là xịt P7, giá của nó sẽ là 50k. Con này thì hàng của Australia các bác này, hàng của Australia các bác nhá. Đó. Hàng thì nó sẽ là hàng của Australia. Và con này của nó thì nó sẽ giúp cho các bác là khởi động lại động cơ này, giúp động cơ cải tiến này, giảm phát ra tiếng kêu này, rồi là chống rỉ sét này. Giá của nó sẽ là 50.000 các bác nhá. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái chai khử mùi tủ lạnh nhá, khử mùi tủ lạnh. Thì cái này rất là đơn giản thôi. Sử dụng thì các bác chỉ cần xoáy cái nắp này ra cho em này, xoáy cái nắp này ra, sau đó thì các bác giật cái tem này ra và các bác bỏ vào trong tủ lạnh cho em, bỏ vào trong tủ lạnh cho em. Thì nó sẽ giúp cho các bác là khử những cái mùi hôi, mùi khó chịu vào trong tủ lạnh nhá. Lên cho em là khử mùi tủ lạnh, giá của nó sẽ là 30k cho một chai khử mùi tủ lạnh như này nhá. 30.000 cho một cái lọ khử mùi tủ lạnh như này. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái điện thoại 4 SIM nhá, điện thoại 4 SIM. Đó, đây, một con điện thoại 4 SIM chất lượng như này. Đấy, thì cái hướng dẫn sử dụng này. Đấy, lắp SIM vào thì phải khởi động lại máy này, sau đó thì tắt nguồn đi lại khởi động lại để máy nhận SIM. Đó, 4 SIM, 4 khay SIM như này, 1 2 3 4 khay SIM. Đó. Và có sẵn cho các bác một con đèn pin này luôn. Dung lượng pin của nó thì cực khủng nhá, có sẵn một cái đèn pin siêu sáng luôn các bác này. Đấy, đây là một cái đèn pin nhá chứ không phải là đèn led đâu. Đấy, có sẵn một cái đèn pin luôn. Đó, và đây là cái mặt màn hình của nó này. Đó, con này thì có tới 4 SIM luôn. Đấy, giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 450.000 nhá. Lên mã giúp cho em đó là điện thoại 4 SIM này. Điện thoại 4 SIM, giá sẽ là 450k, 450.000. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái các bác lên mã giúp cho em đó là cái kim ly nhiệt nhá. Đấy, ly nhiệt. Con này thì
một cái ly như này, dung tích của nó sẽ là 600ml các bạn, 600ml có kèm cho các bác là một cái ống hút bằng inox nhá. Một cái ly như này. Đấy, dung tích 600ml, hàng của Mỹ này, American các bác này, American hàng của Mỹ, cực kỳ chất lượng cho các bác luôn. Đây. Đấy, con này thì ngoài sử dụng là tính năng là các bác sử dụng làm ly giữ nhiệt để mang đi thì nó có giòn, có nắp đậy này, còn ngoài ra các bác có thể bỏ nắp này ra mình làm một cái cốc uống nước bình thường. Đấy, giá thì sẽ là bao nhiêu nhỉ? Hả? Con này thì giá thanh lý cho các bác giá tốt nhá. Em đang bán là 70.000, đợt này về cho bác giá chỉ còn là 60.000 cho một con ly nhiệt như này thôi. Đấy, lên mã giúp cho em đó là ly nhiệt nhá, ly nhiệt. Đấy, ly nhiệt giá của nó sẽ là 60k nhá, 60.000. Đó. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái giá bản lề nhá, giá bản lề, giá của nó sẽ là, đây nó sẽ là một cái sản phẩm như này các bác này, về nhà thì các bác bán vào tường cho em, sau đó thì mình bán vít lên. Đấy, mình không dùng thì mình gấp xuống, nó rất là gọn. Độ chịu tải của nó rất là lớn nhá. Đấy, gấp lên gấp xuống rất là gọn. Đây, đúng như video như này. Đó, bán vào cho em này. Rất tiện ích luôn. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá chỉ có cho các bác là 100.000 cho một cái giá bản lề nha các nhá. Lên mã giúp cho em đó là giá đỡ bản lề nhá. Đấy. Giá bản lề 100.000, giá bản lề 100k nhá. 100k cho một con giá bản lề như này. Hàng này thì rất là tiện ích luôn. Đây nha, nó là cái giá đỡ như này các bác này. Đấy, hàng thì bằng thép trắng, không gỉ, rất là dày dẫn và chắc chắn. Và con này thì nó rất là tiện ích luôn, 100.000 một đôi như này nhá, một đôi như này. Đấy. Thì các bác cứ đưa vào là mình đóng mở là nó sẽ đẩy ra thôi. Cái này thì nó khá là cứng, nhưng mà khi các bác bắt vít vào thì nó sẽ đẩy ra rất là dễ dàng. Đấy. Nó sẽ đẩy ra, nó có một cái con lẫy ở đây các bác này, nó có con lẫy ở đây. Đấy, đây các bác này. Đấy, khi các bác đẩy ra thì nó sẽ sập vào nhá. Còn khi mình chỉ cần ấn xuống như này là mình gập vào thôi. Đó, còn khi đẩy ra thì mình chỉ cần giật này nó sẽ đẩy ra này. Đấy, giật này nó sẽ đẩy ra. Đó. Thì các bác bắt này nè chị em. Còn khi mình đẩy xuống thì mình chỉ cần bóp cái này là nó sẽ đẩy xuống này. Đấy, bóp này đẩy xuống. Còn khi giật lên thì mình ấy này nó sẽ giật lên. Đó, rất tiện ích luôn. Giá thì chỉ có cho các bác là 100.000 một đôi như này thôi. 100.000 cho một đôi giá đỡ bản lề như này nhá. 100k. Đấy. Vừa nãy thì em cũng có cái video lắp đặt thực tế cho các bác xem nhá. Lắp đặt thực tế cho các bác xem và nó cũng có ốc vít, ốc viếc hẳn hoi đầy đủ. Combo chọn bộ cho các bác luôn. Thế nên là về nhà các bác cũng không phải mua đi thêm ốc nữa, 100.000. Tiếp theo thì em lên cho bác sản phẩm đó là cái nối nhanh nhá. Đấy, các bác lên cho em là nối nhanh. Cái này thì các bác lên cho em là cút nối điện nhá, cút nối điện. Con này thì bên em sẽ bán là lẻ là 10.000 một chiếc. Về nhà các bác chỉ cần cho hai đầu âm dương vào đây. Sau đó thì mình sập vào là xong. Hàng này của nó thì kết nối cực kỳ là tốt luôn. Đấy, cho hai đầu âm dương vào đây sập vào cho em là xong. Đó, rất tiện ích này. Giá thì chỉ có cho các bác là đi 75.000 một chục, còn mua lẻ thì sẽ là 10.000 một chiếc nhá, cút nối điện nhá. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái bộ vợt cầu lông nhá, bộ vợt cầu lông như này. Đấy, bộ vợt cầu lông như này. Giá sẽ là 120.000 một bộ. Hàng thì nó sẽ là hàng của Nhật và dùng thì cực kỳ là đã luôn. Đấy, có kèm cho các bác là ba quả cầu luôn nhá, ba quả cầu như này. Đấy, một bộ vợt ba quả cầu như này, 120.000, giá siêu rẻ siêu tốt cho bác luôn. Một bộ vợt ba quả cầu luôn. Đấy, một bộ vợt như này bao gồm một đôi nhá. Đấy, một đôi. Hàng thì nó sẽ là hàng của Nhật các nhá, hàng của Nhật. Dây cước các thứ cực kỳ là căng luôn. Đấy. Và con này thì nói chung là các bác dùng cho trẻ em các thứ vui chơi, hoặc các bác vui chơi thì rất là thoải mái nhá. Đấy, con này thì các bác chỉ dùng vui chơi thôi chứ không thể dùng thi đấu được đâu các bác nhá. Đấy, thì cái giá của nó cũng khá là hợp lý. Hàng dân dụng, hàng của Nhật, hàng dân dụng thì các bác dùng cũng rất là ok. Đấy, chất lượng của nó thì dùng cũng rất là ok, thoải mái thôi. Dùng vài ba năm không có vấn đề gì. Nên cho là vợt cầu lông nhá. Giá của nó sẽ là 120k. 120k bao gồm là cả một bộ vợt và ba quả cầu luôn. Tiếp theo thì nên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái kem đánh răng nhá. Kem đánh răng của Nhật và của Hàn. Đấy, có hai mẫu của Nhật và của Hàn như này. Đấy. Có hai mẫu cho các bác luôn, một mẫu của Nhật và mẫu của Hàn nhá. Mẫu của Nhật này thì sẽ là cái dòng là chuyên trị chống viêm níu, viêm lợi, đau lợi, chảy máu trên răng, hàng made in Japan. Con này thì giá của nó sẽ là 70k nhá. 70k cho một lọ kem đánh răng Nhật như này, 70.000. Đấy, còn kem đánh răng Hàn Quốc thì dòng này thì chuyên làm trắng răng nhá, chuyên làm trắng răng. Con này thì dung tích của nó là 120g và giá sẽ là 40k nhá. 40.000 cho lọ kem đánh răng của Hàn Quốc nhá. Đấy, hàng made in Korea. Đây. Đấy, đây các bạn này, made in Korea, hàng của Hàn Quốc hẳn hoi. Đấy, giá sẽ là 40.000 các bác nhá. Còn con này thì giá của nó sẽ là hàng made in Japan, giá sẽ là 70.000. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái kẹp đơn nhá, kẹp đơn như này.
Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái kẹp quần áo như này nhá. Bên em bán theo vỉ như này. Đấy, lên cho em là kẹp quần áo nhá, kẹp quần áo này. Đấy, kẹp quần áo, giá của nó sẽ là 30k trên một vỉ như này, bao gồm là 20 cái nhá, 30k trên một vỉ, 20 cái. Kẹp rất là chặt luôn các bác này, kẹp rất là chặt luôn thì các bác dùng để mình kẹp quần áo, kẹp đồ để khi mình phơi thì nó sẽ chống bay rất là tốt luôn nhá. Lên mã giúp cho em là kẹp quần áo, giá sẽ là 30k nhá. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái viên giặt xả nhá. Đấy, viên giặt xả thì nó sẽ là lô này thì nó lại về hàng túi như này, hàng túi như này chứ không còn cái hộp như ngày trước nữa. Đấy, nhưng mà nó cũng đầy đủ combo cho bác luôn, cả giặt cả xả luôn nhá. Đấy, viên giặt xả như này nhá, hàng nội địa của Nhật, cực kỳ sạch và thơm luôn. Lên mã giúp cho em đó là viên giặt xả một túi như này thì giá sẽ là, các bác lên cho em là viên giặt xả. Hôm trước thì cái lô nó về là hàng hộp thì hết rồi, đợt này nó lại về hàng túi như này nhá. Đấy, và giá của nó sẽ là 55k nhá, 55k cho một túi như này các bác này. Đấy, thì con này của nó là 5 trong 1 luôn. Đấy, giặt sạch rồi tẩy thơm đây. Một viên này nó sẽ là 5 loại như này này. 1 2 3 4 5, 5 loại như này. Giặt sạch tẩy thơm các kiểu con là điều luôn. Đây. Đấy, 5 trong 1 các bác này. Đấy, mẫu mới, hàng của Nhật. Made in Japan, 5 trong 1 luôn. Giặt thì cực kỳ sạch và thơm nhá. Đấy, một cái bịch như này là nó giặt được là một viên như này, một túi như này là giặt được 3 kg quần áo các bác này, 3 kg quần áo. Đấy, đây. Thì nó tính là một như này là giặt được 3 cân quần áo luôn. Tha hồ thoải mái cho bác sử dụng. Tiện, các bác chỉ cần ném trực tiếp vào trong mà ngăn ra, ném trực tiếp vào cho em là xong, không phải đổ để gì mất công nhá. Đấy, lên cho em là viên giặt xả nhá, viên giặt xả giá sẽ là 55.000 cho một túi như này. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái dầu gội đầu Thái Lan nhá, dầu gội đầu Thái Lan 80.000 cho một lọ như này, 80.000 cho một lọ như này các bác này, 80.000 cho một lọ này. Lọ này thì dung tích của nó là 450ml các bác nhá, 450ml, gần nửa lít. Có hai màu, màu trắng và màu xanh. Đấy, đều là hàng của thương hiệu Clear. Giá sẽ là 80k nhá, 80k. Đấy, lên cho em là dầu gội đầu Thái Lan, giá sẽ là 80.000. Đấy, hàng của Thái Lan các bác này. Đây, Bangkok Thái Lan các bác nhá. Đó, Bangkok Thái Lan đây. Dầu gội đầu Clear của Thái Lan. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái chai xịt nhà tắm nhá, xịt nhà tắm. Đấy, nhà tắm nhà các bác bị bẩn bong chốc ố vàng các bác lắc đều lên cho em, lắc đầu sau nó xịt như này. Đấy, và nó sẽ là cái dạng bọt tuyết như này các bác này, nó là cái dạng bọt tuyết như này thì là các bác cứ để một lúc, sau đó thì mình đánh kỳ cọ đi là nó sẽ sạch. Và cái này, cái này thì nó thơm nhá, hương chanh rất là thơm luôn. Giá của nó sẽ là 45k nhá, 45k cho một chai xịt bọt tuyết như này, 45.000 các bác nhá. Đấy, 45.000 cho một chai xịt bọt tuyết như này, à xịt nhà tắm, nhà vệ sinh như này nhá, rất sạch thơm luôn. Đó, tiếp theo thì bên em về cho bác sản phẩm đó là cái khay bộ ba hũ gia vị nhá, bộ ba hũ gia vị. Bộ này thì sẽ bao gồm cho các bác là 3 chiếc như này, chất liệu bằng nhựa nguyên sinh, bền đẹp chắc chắn, hàng nhựa chất lượng cao. Đấy, an toàn với sức khỏe cộng đồng các bác này. Đấy, rất đẹp luôn. Con này thì các bác dùng nó rất là tiện nhá, tay trái mình bấm này, tay phải mình xúc này. Đấy, thì không cần phải các bác phải động tay và nó mất công, bẩn thỉu. Đó, rất sạch sẽ luôn. Combo cho các bác một bộ ba cái như này giá chỉ có 60k thôi. Đấy, bộ ba hũ gia vị nhá, 60k, giá cực kỳ hạt rẻ luôn. Tiếp nha, thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái con đèn ngủ đuổi muỗi, vừa là đèn ngủ vừa chức năng đuổi muỗi luôn. Đấy, cắm vào, bật lên cho em là xong. Đấy, cảm biến nhá, có cảm biến. Đấy, đèn ngủ đuổi muỗi, giá của nó sẽ là giá của nó sẽ là 40.000 nhá, 40.000 cho một con đèn ngủ đuổi muỗi như này. Đấy, 40k cho một con đèn ngủ đuổi muỗi như này nhá. Đấy, 45.000, 45k đó, 45k cho con đèn ngủ đuổi muỗi như này. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái vỉ bàn chải đánh răng 1 2 3 4 5 6. Con này thì hàng của Nhật, chuyên trị viêm nướu, viêm lợi, đau lợi, chảy máu chân răng. Giá chỉ có 25k thôi, 25k nhá. 25k, đã được hội y khoa của Nhật chứng nhận đây. Chuyên chống viêm nướu, viêm lợi, đau lợi, chảy máu chân răng, 25.000, 6 cái bàn chải, 1 2 3 4 5 6, giá không thể tin nổi luôn các bác nhá. Đó. Rồi, ok. Hello, chào các bác quay trở lại với shop Phạm Huấn nhá. Hôm nay thì bên shop về cho các bác một cái mã rất là mới các bác này. Đó. Đó, một con chuông đồng rất là hay luôn các bác nhá. Đấy, chuông bằng đồng. Con này nó là bằng đồng thau tự nhiên nhá, đồng thau tự nhiên. Hàng đúc thủ công rất là đẹp luôn các bác này. Các bác có thể mua về để mình sử dụng khi mà mình có gia đình, có công việc lễ lại này, hoặc là các cái công việc khác đều ok hết nhá. Lên mã giúp cho em đó là chuông đồng, con này thì giá sẽ là 100.000 nhá,
Đấy, 100.000 cho con chuông đồng như này. Các bác lên thì ăn là chuông đồng, giá sẽ là 100k. Đó, chuông đồng này. Chuông đồng, giá của nó sẽ là 100k nhé. 100k cho con chuông đồng như này. Tiếp theo thì con chuông này thì cái chiều cao của nó tính cả cái phần cán này vào khoảng trên 10 cm. Cái phần rộng này của nó thì vào khoảng là 8 cm nhé. Còn phần cao nguyên chuông thì vào khoảng 5 cm, 5 đến 7 cm. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái kìm chết của Mỹ nhá, hàng thương hiệu Crossman USA. Đấy, kìm chết Mỹ con này dùng cực kỳ là ngon luôn. Và giá thì bên shop cũng đang gửi tới các bác cái giá cực kỳ ưu đãi cho các bác nhá. Giá chỉ có 100k thôi. 100k cho con kìm chết Mỹ như này. Giá của nó sẽ là 100k nhá. Lên mã cho em là kìm chết Mỹ, giá sẽ là 100.000 cho con kìm chết Mỹ như này các bác này, 100k. Đấy. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái bộ môi nhá. Môi thì đây. Đấy, nó sẽ là một con môi rất là đẹp như này này. Đấy, một con môi rất là đẹp như này các bác này. Đấy. Giá thì sẽ là 40.000 cho một cái môi như này. Hàng siêu dày dẫn chắc chắn các bác luôn, siêu dày dẫn chắc chắn nhá. Môi thì bằng inox 304 cực kỳ là võng lòng luôn, dày dẫn chắc chắn. Riêng con này mà các bác dùng thì cực kỳ là ngon luôn các bác nhá. Riêng con này các bác dùng cực kỳ là ngon luôn. Đây. Đấy, rất là đẹp các bác này. Cái phần cán của nó thì nó sẽ là đúc liền như này và không có phần rãnh. Thì khi các bác sử dụng thì nó sẽ không bị rửa ráy thì nó sẽ rất là vệ sinh luôn, không bị động cáu cắn bẩn các thứ nhá. Đó. Giá sẽ là 40k cho một cái môi như này nhá. Để các bác lên cho em là môi đặc nhá. Môi đặc, giá sẽ là 40.000 cho một cái môi đặc như này các bác này. 40k cho một cái môi đặc như này. Đó. Tiếp theo thì hôm nay bên shop về cho bác là sản phẩm đó là cái thắt lưng đại bàng nhá. Các bác lên cho em nó là thắt lưng đại bàng này. Đấy. Con này thì chiều dài của nó thì nó sẽ là vào khoảng là 1m1 đến 1m2. Đấy, con này thì chiều dài của nó là 1m2 và nó sẽ là hình đại bàng rất là đẹp như này, hình con đại bàng rất là đẹp như này. Đấy, USA nhá, USA. Con này thì chất liệu của nó thì bằng dây dù như này, hàng của quân đội Mỹ này, hàng quân đội Mỹ, USA nhá, hình con đại bàng rất là đẹp luôn. Thì con này các bác lên mã giúp cho em đó là thắt lưng đại bàng nhá, thắt lưng đại bàng. Đó, đây, rất đẹp các bác này. Hàng của quân đội. Hàng của quân đội cực kỳ xịn sò cho các bác luôn. Đấy, các bác chỉ cần sập này cho em là xong. Đó. Hình con đại bàng rất là đẹp này, USA này. Các bác lên cho em là thắt lưng đại bàng, con này sẽ là 120.000 nhá. Ngoài ra thì bên shop có cho các bác cái thắt lưng dép nhá. Đấy, thắt lưng dép đây. Đấy, con này thì chiều dài của nó thì cũng vào khoảng 1m1 đến 1m2 nhá. Con này thì nó sẽ là bên shop đang lên tên nó là thắt lưng dù này, thắt lưng dù hoặc là thắt lưng dép. Thì các bác lên cho em là thắt lưng dép, còn con này là thắt lưng đại bàng. Hai con này thì nó sẽ giống nhau nhưng mà giá tiền thì khác nhau nhá. Cũng là hàng của Mỹ luôn, thương hiệu dép của Mỹ, 1961 này. Con này thì giá của nó sẽ là 80k nhá, 80k. Các bác lên cho em là thắt lưng dép 80.000 và con này thì nó sẽ là thắt lưng đại bàng. Đại bàng thì con này sẽ là 120 nhá. Đấy. Con này thì giá nó rẻ hơn rất là nhiều. Đấy, giá nó rẻ hơn rất là nhiều. Chất liệu các thứ thì nó cũng như nhau thôi, nhưng mà nó khác nhau ở cái mặt nhá. Đấy, nó khác nhau ở cái mặt này các bác này. Đấy. Cái mặt đại bàng này thì nó sẽ đắt hơn này, mặt đại bàng nó sẽ đắt hơn, còn cái mặt Z này thì sẽ rẻ hơn các bác nhá. Đó. Thì con thắt lưng đại bàng này là 120.000. Đấy, 120.000, còn con thắt lưng Z này thì giá sẽ là 80k nhá, 80.000. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác sản phẩm đó là cái viên thả bồn cầu nhá, viên thả bồn cầu. Một túi này của nó thì sẽ là 10 viên. Đấy, mỗi tháng các bác cứ dùng cho em một viên này cho em. Đấy, trong một năm này là ok. Đấy, mỗi tháng một viên này cho em. À, dòng này của nó thì sẽ là 15k cho một túi như này. Công dụng của nó thì thứ nhất là sạch này. Đấy, thứ nhất là sạch này. Sạch thơm. Sạch thơm và diệt khuẩn nhá. Diệt khuẩn, giá sẽ là 15k. Lên mã giúp cho em đó là viên thả bồn cầu. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái nước hoa khách sạn nhá, nước hoa khách sạn. Một lọ này thì giá sẽ là 30.000 cho một lọ như này. Đấy, mùi của nó thì thơm dịu nhẹ dễ chịu. Nó sẽ có cho các bác là cái bấc về nhà các bác tháo cái nắp này ra, sau đó thì cắm cái bấc này vào cho em này. Đấy, có cả bấc cả nơ đàng hoàng nhá. Đấy, cả bấc cả nơ đàng hoàng treo vào đây cho em. Đấy, các bác có thể để phòng ăn, phòng ngủ, phòng khách, nhà tắm, nhà vệ sinh, toilet đều ok hết. Mùi thơm dịu nhẹ dễ chịu. Con này thì bên Nhật nó chuyên để trong các nhà hàng khách sạn, rất là thơm luôn nhá. Nhà hàng khách sạn rất là thơm luôn. Đấy, lên cho em là nước hoa khách sạn, giá sẽ là 15k, à 30k nhá. 30k cho một cái lọ nước hoa khách sạn như này, 30.000. Đấy, 30.000 cho một lọ nước hoa khách sạn như này các bác này. Đó. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái cặp lồng tầng nhá, cặp lồng tầng. Đấy, đây thì nó sẽ là một cái cặp lồng mà có 4 ngăn như này, 1 2 3 4, 4 ngăn như này. Giá chỉ có 80k thôi. Lên mã giúp cho em đó là cặp lồng tầng nhá. Đấy, cặp lồng tầng như này. Và nó sẽ có cho các bác là 4 ngăn. 4 ngăn nhá, giá sẽ là 80.000. Đấy, 80.000 đây em sẽ mở cho các bác xem. Giá rất rẻ các bác, giá rất rẻ luôn. Đấy, đây. Mở nắp ra các bác này. Đấy, mở nắp ra thì nó sẽ có từng ngăn một như này. Đấy, có từng ngăn một này. Đây là nắp của nó này. Đấy,
mỗi ngăn một nắp như này nhá. Đấy, 4 ngăn, dung tích của nó là 2 lít và giá sẽ là 80k nhá, 80.000. Chạy vào thì cực kỳ là kít luôn. Đấy, đây, 4 ngăn như này. Các bác chỉ còn sập lẫy này em là xong này. Đấy. Cứ sập lẫy vào là xong nhá. Có nắp có giòn đàng hoàng nhá, 80k. Lên theo là cặp lồng tầng rồi. Hello, chào các bác quay trở lại với shop Phạm Huấn nhá. Hôm nay thì bên shop về cho các bác một cái lô dây thắt lưng hàng thanh lý siêu thị. Đây. Đấy, do nó là cái hàng thanh lý, giá thì rất là rẻ và bên em bán bốc ngẫu nhiên các nhá, bốc ngẫu nhiên. Đấy, mỗi mặt thì nó sẽ có một cái kiểu dáng chữ khác nhau, nhưng về cơ bản thì cũng rất là đẹp, mặt trắng gương rất là đẹp cho anh em các bác. Đơn hàng từ 200.000 trở lên bên em sẽ bao ship. Đây, đấy, mặt của nó sẽ là mặt trắng gương như này và dạng là dạng con lăn đúc liền nhá. Đấy, mặt đúc liền dạng con lăn như này, dạng con lăn đúc liền như này. Con này dùng thì cực kỳ là vip luôn. Đơn từ 200.000 trở lên bên em đã bao ship rồi. Lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin tránh việc trùng đơn, nhận hàng kiểm tra cùng với ship và cân nhắc trước khi mua hàng. Chất da của nó thì siêu mềm luôn nhá, chất da thì rất là mềm mại luôn. Đó, mặt của nó thì nó sẽ là thuộc dạng là mặt tráng gương như này và khóa thì là khóa con lăn như này, thì các bác dùng nó rất là tiện. Ở cái nấc nào cũng được, to nhỏ tùy chỉnh các bác, to nhỏ các bác có thể đẩy ra đẩy vào, to nhỏ tùy chỉnh cho các bác luôn. Giá thì chỉ có 50 cành thôi nhá, 50 cành. Các bác lên mã giúp cho em đó là thắt lưng thập cẩm nhá, thắt lưng thập cẩm. Đấy thì nó sẽ có đủ cho các bác là các cái mẫu khác nhau này, mẫu chữ H này, mẫu chữ A này, mẫu DG này, mẫu con đại bàng này, mẫu DG, mẫu con đại bàng này. Đấy, mẫu chữ G này. Đấy, nói chung là nhiều mẫu lắm. Thì bên em sẽ gửi màu gửi ngẫu nhiên cho các bác thôi. Mẫu chữ N này. Đấy, rồi mẫu hình đây. Đấy, hình tóc này. Mẫu chữ G này, mẫu đại bàng này, mẫu DG, mẫu chữ H này. Đấy, nôm na như vậy. Và dây thì khá là dài luôn nhá. Dây khá là dài luôn, tầm 1m2, 1m3, các bác dùng thoải mái luôn. Đấy, hàng thì chất da siêu mềm. Lên mã giúp cho em là thắt lưng thập cẩm nhá, thắt lưng thập cẩm, giá sẽ là 50k một chiếc. Đấy, lên mã giúp cho em đó là thắt lưng thập cẩm này, thắt lưng thập cẩm, thắt lưng thập cẩm nhá. Đó, giá sẽ là 50k, 50.000 cho một chiếc thôi, giá cực kỳ ưu đãi luôn. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái tất vỉ nhá, tất vỉ. Thì bên em về nó sẽ có màu trắng và màu ghi như này, màu trắng và màu ghi như này. Một vỉ của nó sẽ là 10 đôi, một vỉ là 10 đôi. Và giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 90.000 nhá, 90.000 cho một vỉ tất 10 đôi như này. Hàng thì nó sẽ là hàng của Nhật, 100% chất liệu 100% cốt tông tự nhiên. Đấy, thấm hút mồ hôi cực kỳ là tốt luôn, thấm hút mồ hôi tốt, chống nấm mốc, chống hôi chân các kiểu con là điểu luôn. Nên mã giúp cho em đó là tất vỉ nhá, giá của nó sẽ là tất vỉ này, giá của nó sẽ là 90k trên một vỉ 10 đô đó. Tiếp theo thì nay bên shop về cho các bác cái mã sản phẩm đó là cái dụng cụ để các bác tập chống đau, chống đau đốt sống lưng nhá. Đấy, đau sống lưng và sống cổ. Đây. Thì con này thì về nhà các bác lắp vào là mình sử dụng thôi. Nó rất là đơn giản. Đây. Đây nó có cái hình thực tế cho các bác xem đây. Có cái hình thực tế cho các bác xem luôn. Con này thì đây. Về nhà các bác tập thì nó sẽ là chống đau đốt sống lưng, đốt sống cổ vân vân. Đây. Đấy các bác nằm lên như này cho em này, nằm lên như này thì nó sẽ giúp cho các bác là giãn cái xương sống này ra này. Đấy, tái tạo sụn khớp này, nó sẽ là nằm này, đấy, ngồi này, ngồi để các bác tựa lưng này, đấy, đa di năng luôn các bác nhá. Đấy, lắp đặt thì cực kỳ đơn giản thôi. Đây, các bác chỉ cần lắp, chỉ cần ấn vào cho nó em là xong. Đó, giá thì chỉ có cho các bác là bao nhiêu? Hả? 50.000 nhá. Đấy, các bác lên cho em là cái này các bác lên cho em là dụng tựa lưng này, lên cho em là tựa lưng nhá. Đấy, cái này để tựa lưng. Đấy, tựa lưng, lắp cái này vào cho em này. Sau đó thì các bác sẽ lắp cái này vào đây này. Và cái này các bác có thể tùy chỉnh cái độ cong nhá. Đây, lắp vào đây cho em. Đó. Và nó có rất là nhiều nấc, các bác có thể tùy chỉnh độ cong. Đấy. Thì khi các bác nằm như này thì sẽ giúp cho các bác là massage cơ thể rất là tốt luôn. Đấy. Các bác có thể là đẩy cái nấc vào này. Đẩy cái nấc vào sâu như này. Đấy, các bác thấy không? Đẩy nấc vào sâu như này để cho nó cong hẳn lên. Thì các bác nằm nó sẽ giãn xương sống ra nhá. Đấy, đốt sống lưng, đốt sống cổ này. Đây. Đấy, tập đốt sống lưng, đốt sống cổ rồi vai. Đấy, chủ yếu là lưng và cổ nhá. Đây, lưng cổ như này các bác này. Đấy, lên mã giúp cho em đó là tựa lưng nhá, tựa lưng.
giá của nó sẽ là 50k. Nó tựa lưng này, tựa lưng giá sẽ là 50k cho cái tựa lưng như này nhá, 50.000 cái tựa lưng như này. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái mã sản phẩm, đó là cái túi đeo bụng nhá, túi đeo bụng đấy. Thì bên shop có cái túi đeo hông rồi, thì cái này bên em sẽ lên nó là túi đeo bụng đấy, túi đeo bụng như này. Và có hai màu, một là màu dần di và hai là màu xanh quân đội đấy. Một là màu dần di, cầm cái túi hông vào đây, một là màu dần di, hai là màu xanh quân đội như này đó. Thì kích thước của nó thì chiều dài khoảng 20 đấy, chiều dài khoảng 20, chiều cao thì vào khoảng trên 10 cm, và các ngăn thì nó sẽ cơ bản như nhau đấy, nó sẽ cơ bản như nhau như này. Thì con này các bác lên mã giúp cho em, đó là con này thì các bác lên cho em đó là túi đeo bụng nhá, túi đeo bụng đó. Thì nó sẽ có hai màu, màu xanh quân đội và màu dần di, màu xanh quân đội và màu dần di đó. Thì giá thì sẽ là đây. Con túi đeo con túi các bác lên cho em là túi bụng nhá, đấy túi bụng này đấy, con này các bác đeo là trước bụng, lên cho em là túi bụng này. Màu dàn di thì sẽ là dàn di là 90k nhá, màu dàn di là 90k. Còn màu xanh quân đội nhá, xanh quân đội thì sẽ là 95.000 đấy, màu xanh quân đội thì sẽ là 95k nhá. Đấy đây, con này sẽ là màu xanh quân đội này, màu xanh quân đội này thì sẽ là 95.000 đấy. Còn con màu xanh dàn di này thì giá sẽ là 90k đấy. Thì về nhà các bác đeo vào bụng như này, mình có thể đựng đồ này đấy, các cái mẫu đồ như là nói chung là điện thoại, ví tiền rồi giấy tờ các thứ các bác bỏ vào bụng này, mình đeo đằng trước này thì rất là ok luôn đấy. Thì cái con màu dàn di này thì sẽ là 90.000 và con màu xanh quân đội này thì sẽ là 95.000. ngoài ra thì bên shop có cái túi này, bên em gọi nó là túi đeo hông, chất liệu của nó thì bằng da bò và giá thì sẽ là 130.000 nhá, 130.000 cho một con túi đeo hông như này. Con này thì chất liệu của nó là bằng da bò và nó sẽ to hơn một chút đấy, to hơn một chút. Thì các bác muốn dùng cái loại gọn hơn thì dùng đấy, cái kia thì nó nhỏ gọn hơn đây, cái này thì nó nhỏ gọn hơn các bạn đấy, các bác dùng nó gọn hơn đây, còn cái này nó to hơn một chút này đó. Thì cái con này chất liệu của nó là bằng da bò tự nhiên nhá, da bò tự nhiên. Thì các bác lên thì em túi này nó sẽ là túi đeo hông nhá, túi đeo hông giá của nó sẽ là 130.000 trong con túi đeo hông như này. Có màu xanh và màu xanh và màu xám nhá, màu xanh và màu xám đó. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác hai cái mẫu thắt lưng đây, đều là thắt lưng bằng dây dù đấy. Thì nó sẽ có hai mẫu, một mẫu là hình con đại bàng và một mẫu là hình chữ Z nhá. Đấy, đều là thắt lưng hàng của quân đội Mỹ, hàng quân đội Mỹ. Chất liệu dù thì như nhau nhưng nó khác nhau ở cái mặt này nhá. Đấy, con mặt đại bàng này thì giá sẽ là 120.000 đấy. Các bác lên cho em là thắt lưng đại bàng nhá, thắt lưng đại bàng 120.000. Còn con thắt lưng dép như này thì con này giá mềm hơn một chút, giá chỉ có 80 cành thôi. Đấy, thì nó đắt là nó đắt ở cái mặt này các bạn. Đấy, nó đắt ở cái mặt này, còn chất liệu dây thì như nhau. Chất liệu dây thì như nhau. Nhưng mà cái mặt đại bàng này thì nó sẽ đắt hơn một chút. Đấy, nó là bản quyền hình ảnh và thương hiệu cho nên nó sẽ đắt hơn một chút. Đấy, con đại bàng này thì sẽ là 120.000, còn con dép này thì sẽ là 80.000. Đấy, 80.000. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác sản phẩm, đó là cái thắt lưng cá sấu này. Thắt lưng cá sấu, hàng siêu đẹp cho các bác luôn. Đấy, lên mã giúp cho em, đó là thắt lưng cá sấu nhá. Thắt lưng cá sấu đây, cá sấu hộp. Đấy, thì nó sẽ có cho các bác. Ui giời, lô này về mặt cực đẹp luôn các bạn. Đấy, mặt rất đẹp luôn. Đây, mặt da màu vàng này. Đấy, màu vàng rất đẹp luôn. Một thắt lưng và hai cái mặt như này. Một thắt lưng và hai cái mặt như này. Hàng thì đựng trong một cái hộp cực kỳ xịn sò con bò luôn. Đó, các bác có thể mua cho biếu tặng làm quà. Đây, chất liệu của nó thì lô này về nó sẽ có cho các bác là này, màu của nó là màu nâu các bạn. Đấy, thắt lưng màu nâu như này, rất đẹp này. Đấy, vân cá sấu rất đẹp luôn. Đó, đây, các bác theo đó, lắp thử vào cho các bác xem. Giá thì chỉ có 150 cành thôi. Nó sẽ có cho các bác là hai mặt này, một mặt cá sấu con và một mặt cá sấu to. Đó, hai mặt như này, màu nâu rất đẹp các bạn. Đây, các bác chỉ cần lắp vào cho em như này là mình sử dụng thôi. Đấy, đây, rất đẹp các bạn này. Đó, chất liệu của nó thì nó sẽ là mặt đúc liền nhá, mặt đúc liền nguyên khối và lẫy của nó là thuộc dạng là lẫy trượt như này. Đấy, lẫy trượt này các bác này. Đấy, các bác nghe cái tiếng nó kêu này. Đấy, đấy, nghe cái tiếng kêu này là các bác đã biết hàng xịn rồi. Đó, các bác thấy không? Đấy, rất là ngon lành luôn. Thì sẽ bao gồm cho các bác là một thắt lưng, một dây và hai mặt như này. Các bác có thể tùy chỉnh để mình có thể thay mặt. Ok. Giá thì chỉ có cho bác là 150.000 thôi. 150k cho một cái thắt lưng cá sấu hộp như này.
lên mã giúp cho em đó là cá sấu hộp nhá. Giá sẽ là 150.000. 150.000 cho một cái con thắt lưng cá sấu hộp như này. Đấy, 150k thôi. Giá cực kỳ hợp lý cho bác luôn. Combo sẽ bao gồm cho các bác là một thắt lưng và hai cái hộp như này. Đấy. Lên mã giúp cho em đó là cá sấu hộp nhá. Cá sấu hộp như này, 150.000. Tiếp theo thì em lên cho bác cái sen. Các bác lên cho em là sen cao su. Con này thì vừa là dùng là sen tắm bình thường, vừa các bác dùng là nó có cái đầu cao su như này luôn để các bác massage kỳ cọ luôn. Đó, rất tiện ích. Giá thì sẽ là 90k thôi. 90.000 cho một cái sen tắm cao su như này. Ở đây nó sẽ có đầu cao su như này. Lên mã giúp cho em là sen tắm cao su, giá sẽ là 90.000. Có dây nối cho các bác này, có dây nối dài này, đóng ngắt trên tay này. Đấy, đóng ngắt trên tay. Tùy chỉnh tăng giảm và có tùy chỉnh nguồn nước như này. Đấy, tùy chỉnh chế độ như này, có 3-4 chế độ cho các bác tùy chỉnh nhá. Giá sẽ là 90k. 90k cho con thắt lưng con sen cao su như này. 90.000 thôi. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là điện thoại của thương hiệu Nokia. Đấy. Thì con này nó sẽ là Nokia 2 SIM này. Đây. Nokia 2 SIM. Con 2 SIM này thì sẽ là 260k nhá. Đấy, 260.000. 260.000 bao ship cho con điện thoại 2 SIM như này. Còn con này là Nokia 1 SIM này. Con 1 SIM này thì sẽ là 160k nhá. 2 SIM 260 giảm còn 230k nhá. Còn 230.000 thôi. Còn con 1 SIM này là 160.000. Đấy, 160.000 cho con 1 SIM như này. Đó, các bác muốn lấy con nào thì lấy. Điện thoại hàng của thương hiệu Nokia, dùng cực kỳ là ngon luôn các bác nhá. Dùng cực kỳ là ngon luôn. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái vật đứng thông minh nhá. Đấy, vật đứng thông minh. Đấy, nó sẽ bao gồm cho các bác là một cái vật đứng như này và kèm thêm cho các bác là một cái đế sạc. Về nhà các bác chỉ cần đặt vào cái đế này là xong này. Đặt vào cái đế này cho em là xong. Đó, rất tiện ích luôn. Thì mình dùng để mình sạc, cắm cái chân USB. Các bác cắm vào cái chân sạc điện thoại nhà mình. Đây. Con này thì dùng rất là ngon luôn. Đấy, nó sẽ có chế độ cho các bác là chế độ đèn hồng ngoại như này để bắt mũi tự động này. Đấy, các bác thấy không? Bánh lửa, bánh điện thành tách luôn các bác. Đấy, rất tiện ích các bác nhá. Đó. Thì con này giá của nó sẽ là 100 các bác lên 130.000. Các bác lên mã giúp cho em đó là vật đứng nhá. Vật đứng 130k cho con vật đứng nhá. Con này thì các bác dùng cũng rất là tiện ích thôi. Đấy. Lên cho em là vật mũi đứng này. Vật mũi đứng. Vật mũi đứng nhá. Vật mũi đứng giá sẽ là 130k một đi em. 130.000 cho em vật mũi đứng như này. Rồi ok. Bỏ anh đi biển. Hello, chào các bác quay trở lại với shop Phạm Huấn nhá. Hôm nay thì bên shop lại tiếp tục cập nhật các mã hàng thì em lại lên video trân trọng gửi tới các bác. Mã sản phẩm đầu tiên đó là bên shop về cho bác cái súng rửa xe nhá. Các bác lên cho em là súng rửa xe. Con này thì giá sẽ là 150.000, hàng thì cực kỳ chất lượng cho bác luôn. Các phần đầu kết nối này đều bằng đồng hết này. Đấy, bóp cực kỳ là ngon luôn nhá. Con này thì bóp ngoài như này nó rất là êm tay, các bác bóp nó rất là dễ chứ không như cái súng truyền thống là nó có cái vòng ở đây thì các bác bóp nhiều khi nó cứ hãm tay, nó rất là khó làm. Đấy. Ngoài ra thì nó có các cái đầu van để mình kết nối đây thì các bác có thể về để mình lắp đặt vào cho em. Đấy, có cái đầu van kết nối đây. Giá sẽ là 150.000 và cái này thì nó sẽ có cho các bác là xoáy tĩnh tiến như này để các bác có thể là xịt rửa xe này hoặc là dùng để tưới cây này, rất là tiện nhá. Đấy đây, nó sẽ xoáy tĩnh tiến này, rất là tiện luôn. Đó. Lên cho em là súng rửa xe nhá, súng rửa xe. Giá sẽ là 150.000 cho một con súng rửa xe như này, rất tiện luôn. Các cái phần đầu kết nối này của nó đều bằng đồng hết này. Đấy, đầu kết nối bằng đồng hết. Con này thì dùng rất là xịn sò và tiện ích cho các bác sử dụng luôn. Đây. Đấy. Lên cho em là súng rửa xe nhá. Giá của nó sẽ là 150.000. Đây. Đấy, các cái hệ đầu kết nối như này. Bỏ anh cái bút đi. 150.000 cái súng rửa xe này các bác nhá. Cái bút. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái cân sức khỏe các bác nhá. Cân sức khỏe đây. Đấy, cái này thì các bác lên cho em là súng rửa xe này. Lên cho em là súng rửa xe nhá. Súng rửa xe. Súng rửa xe giá sẽ là 150k. Đó, 150.000. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái cân sức khỏe này. Cân thì sẽ có kèm pin cho các bác luôn. Lô này về thì sẽ có kèm pin. Con này thì sử dụng rất đơn giản thôi, các bác cứ lắp pin vào cho em là xong. Đấy, ngoài ra con này thì nó có app để các bác có thể kết nối với Zalo hoặc là quét mã vạch để mình sử dụng, nó rất là tiện này. Đấy. Thì khi các bác kết nối thì nó sẽ giúp cho các bác là đo các cái cân nặng này, nhịp tim này, huyết áp các thứ nhá. Thì về nhà các bác tự kết nối thôi. Còn em giới thiệu cơ bản thì em chỉ bán cái này với công dụng là cân thôi. Cân thôi nhá. Còn về nhà các bác muốn sử dụng thêm các cái tính năng khác thì các bác tự tìm hiểu nhá. Đấy, em bán thì chức năng chính vẫn là dùng để cân.
đấy là cân sức khỏe, các bác về các bác cân người để cân tính cân nặng thôi, còn về nhà các bác muốn dùng như nào đấy là tùy các bác nhá. Đây có cập nhật nhiệt độ luôn, có cập nhật nhiệt độ đang là 27 độ C và có báo cân luôn. Đây em sẽ cân thử cho các bác xem này. Đấy. Em thì hiện tại đang là 64,3 kg không này. Đấy 64,3 kg, tức là 64 cân rưỡi. Đấy 64 cân rưỡi gần 65 cân. Đấy. Đây nhá. Có các chức năng như này về nhà các bác kết nối vào là các bác sử dụng thôi, rất tiện ích luôn. Lên mã giúp cho em đó là cân sức khỏe nhá. Giá sẽ là 130k, 130.000 cái cân sức khỏe như này. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái ủng đi mưa nhé, ủng đi mưa. Đấy. Giá đợt này về cho các bác giá tốt luôn, chỉ còn 90.000 trong cái bộ ủng đi mưa như này nhá. 90.000 trong bộ ủng đi mưa như này. Con này thì rất là tiện ích, các bác có thể dùng để mình đi mưa, đi ở khu vực nào mà bị mưa rồi lầy lội là các bác đi vào cho em. Con này thì các bác đi nó rất là rộng nên các bác có thể đi xỏ hạ quả cả giày cả dép vào luôn. Cả giày cả dép các bác cứ đi vào. Đó sau đó thì về nhà các bác chỉ cần giặt đi cho em là xong. Thì mình đi giày dép nó vẫn sạch sẽ mà nó ngon lành cho bác luôn. Nên cho em là ủng đi mưa nhá. Ủng đi mưa giá sẽ là 90k nhá. 90.000 cho cái bộ ủng đi mưa như này. Đây em sẽ có cái video thực tế cho các bác xem. Đây các bác này. Ủng đi mưa có khóa kéo và chốt cài không lo bị thấm nước vào bên trong các bác. Có bo chun ở phần cổ nên nó không bị lỏng lẻo như các cái đôi ủng bình thường mà còn giữ ấm được nữa. Đi những hôm trời mưa thì đỡ lạnh chân đỡ ướt giày mọi người ạ. Đấy giày dép các bác xỏ vào được hết nhá. Cái đế ủng chống chân trượt nên mọi người có thể đi đường bùn đất yên tâm nha. Nếu các bác thấy cần thiết thì ấn mua ngay ở giỏ hàng góc trái ạ. Đó, rất tiện luôn. Mà có em này tiếp theo thì bên shop về cho bác cái đèn phễu nhá. Con này thì giá của nó sẽ là đèn phễu này bao nhiêu? 90.000 trong con đèn phễu siêu sáng như này, có kèm cho các bác là một dây và một cáp sạc này. Cái này là cái dây đeo lên đầu này và một cái cáp sạc như này. Giá chỉ có 90k thôi. Con này thì siêu sáng luôn các bác. Có cả cổng sạc ra cho điện thoại luôn, có báo pin các bác này. Đấy, siêu sáng luôn các bác nhá. Có chế độ sáng mạnh, sáng vừa và nhấp nháy này, rất sáng luôn các bác. Đấy. Có 3 chế độ sáng mạnh, sáng vừa và nhấp nháy này. Đây, cái pha của nó mà ban ngày các bác còn xem cái điểm sáng nó như này là các bác biết rồi, rất là sáng luôn nhá. Đó, rất là sáng luôn. Đấy và giá thì chỉ có 90k thôi. Các bác dùng này mình đi săn bắt hái lượm này hoặc là soi dọi. Đấy, đề phòng mưa gió bão bùng rất là tiện luôn. Lên cho em là đèn phễu giá sẽ là 90k nhá. Đấy, nó sẽ hình cái phễu như vậy. Lên cho em là đèn phễu này. Đèn phễu giá của nó sẽ là 90k nhá. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái đèn tròn. Con này thì bao nhiêu nhỉ? 80.000 trong con đèn tròn như này, bao gồm một đèn, một điều khiển, một cáp sạc. Đấy, một đèn điều khiển cáp sạc đây. Mặc định của nhà sản xuất thì nó sẽ là pin của nó là dung lượng là 2.500 mAh và có sạc năng lượng mặt trời nhé. Và ngoài ra thì con này nó sẽ có cho các bác là công suất của nó là 120W theo mặc định của nhà sản xuất này. Đấy, có các chế độ ở đây. Đấy, và các bác có thể dùng trực tiếp như này hoặc là dùng qua điều khiển cũng ok. Điều khiển thì về nhà các bác lắp pin vào cho em nhé. Đó. Giá thì sẽ là 80k cho một con đèn như này, có năng lượng mặt trời luôn thì các bác dùng nó rất tiện. Đấy, có sẵn cả pin cho các bác luôn. Đấy, giá thì chỉ có 80.000 thôi. Lên mã giúp cho em đó là đèn tròn nhá. Đèn tròn này. Đèn tròn, giá của nó sẽ là 80k nhá. 80k cho một con đèn tròn như này. Tiếp theo thì bên shop về cho bác là dòng sản phẩm đó là cái bộ nồi 5 món nhá. Đấy, lên cho em là bộ nồi 5 món này. Đấy. Giá này sẽ là 140.000 cho 5 cái nồi như này. Hàng này thì nó sẽ là vừa phải thôi, không quá dày các bạn, không quá dày, vừa phải thôi. Và cái này của nó thì nó đều có bọc túi bóng chống xước hết này. Về nhà các bác bóc ra cho em. Đấy. Sản phẩm thì sẽ bao gồm cho các bác là cái nồi này là to nhất sẽ là 24cm và cái nhỏ nhất là 16cm. Đấy thì cứ nồi nào là vung đấy nhá, nồi nào vung đấy như này. Thì các bác dùng nó rất là tiện luôn. Đấy, về nhà các bác có thể dùng để mình đựng thực phẩm, đựng thức ăn này. Ưu điểm của nó là cái nắp vung này của nó bẹt thì các bác có thể để chồng với nhau được. Đây, mình cứ chồng với nhau như này. Đấy, còn không chồng nữa thì lúc mình bỏ gọn nó rất là gọn. Con to nhất là 24cm và con nhỏ nhất là 16cm. Đây. Đấy, 140.000 cho 5 chiếc nồi như này. 5 chiếc nồi như này, rất tiện ích luôn nhá. 1 2 3 4 5. 5 cái nồi như này dùng rất là tiện này. Đấy. Và không dùng nữa thì các bác lại chồng vào nhau cho em. Đấy. Cứ là nồi nào vung đấy nhá. Đấy, nồi nào vung đấy. Từ to đến nhỏ. Đấy, nồi nào vung đấy. Đấy, chồng vào. Rất là gọn luôn. Đấy, thấy không? Đây. Đấy. Rất là xinh luôn nhá. Đấy, rất xinh luôn. Đấy. Combo cho các bác luôn. Đấy. Mình không dùng nữa thì mình lại bỏ vào trong tủ và bỏ vào trong này. Mình lại cất đi. Đó, rất là tiện ích nhá. Đấy. Cứ nồi nào vung đấy này. Đấy, rất tiện luôn. Đấy, các bác không dùng nữa thì các bác cất đi cũng rất là gọn. Còn dùng ví dụ như nhà có cỗ, có bàn, có công, có việc lấy ra. Đấy, lên cho em là bộ nồi 5 món nhá. Bộ nồi 5 món, giá sẽ là 180k. 140.000 5 món này. Giá sẽ là 140k nhá. Giá rất hợp lý luôn. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái đệm ghế nhá. Con này thì nó sẽ là bằng silicone như này.
Đấy, bằng silicon và thiết kế theo kiểu than tổ ong như này rất là mềm luôn. Thì khi mà các bác đi lại thì mình sử dụng, mình ngồi thì nó sẽ là chống cho các bác là đau cột sống này rồi các cái bệnh về trĩ là rất là ok luôn nhá. Đấy, nó có cái độ đàn hồi co giãn nhất định, rất là thích luôn. Và cái vải này của nó thì cái mặt dưới này là có lớp cao su non này, chống trơn trượt này. Mặt trên thì nó sẽ là dệt 5D thoáng khí này. Đấy. Và giá thì chỉ có cho các bác là 80k thôi. Lên mã giúp cho em đó là đệm ghế nhá. Đấy, đệm ghế này. Đệm ghế, giá của nó sẽ là 80k cho một con đệm ghế như này, 80.000 cho một lần này. Đấy. Chiều dài của nó thì vào khoảng là 30/30 cm một chút, chiều rộng thì vào khoảng là gần 30 cm. Đấy, các bác ngồi là rất là vừa mông luôn, rất là ngon lành nhá. Đấy, giá rất hợp lý cho các bác luôn. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái thảm 46 nhá. Đấy. Lô này về hoa văn màu sắc rất là đẹp và cái màu của nó là cái màu đất như này rất là sạch này. Đấy. Thì bên em sẽ gửi màu ngẫu nhiên cho các bác thôi. Bác nào lấy nhiều màu thì là em sẽ chọn đủ màu. Đấy, đủ mẫu. Giá thì sẽ là một cái thảm như này, giá của nó sẽ là đi bao nhiêu nhỉ? Thảm 46. 45.000 cho một con thảm 46 như này. Hàng cực kỳ là dày dẫn các bác nhá, dày dẫn. Chất liệu của nó thì bằng nỉ như này, bằng nỉ như này và chống trơn trượt rất là tốt luôn. Bên dưới là cao su non, mặt bên trên thì bằng nỉ chống trơn trượt rất là tốt. Thì các bác có thể dùng rất là đa di năng luôn nhá, rất là đa di năng luôn. Đó, chống trơn trượt bên dưới cao su non, chống trượt bên trên thì nỉ thấm hút rất là tốt, siêu thấm hút luôn nhá. Đấy, siêu thấm hút luôn. Lên mã giúp cho em đó là thảm 46 nhá. Kích thước chiều dài của nó sẽ là một chiều 40 chiều 60. Lên cho em là thảm 46. Thảm 46 giá sẽ là 45k nhá. 45 đúng không? 45.000 cho một cái thảm 46 như này, một chiều 40 và chiều 60. Rất là tiện, sạch sẽ, cái này các bác chỉ cần vỗ qua cái là sạch luôn. Đấy, vỗ qua cái sạch luôn nha các bác nhá. Rất là tiện luôn. Rồi ok.